chương 51 Không ăn thảo Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Dụ viên điếm nhân rất nhiều, quầy thu ngân xếp thật dài đội Hạ Nam là tới trước, theo bên trong tiểu chạy đến sau Bất chợt lau cái tráng hãng, xem ra là xếp nửa ngày đội Hắn đem mua xong dụ viên đưa cho Kiều Y Kiều Y đưa cho hắn một tờ giấy Hạ Nam chưa cho bản thân sát, mà là dùng nó ở Kiều Y mặt biên quạt phong hắn luôn luôn nói xong cái gì, cảm xúc rất cao trướng, Kiều Y không rất nói tiếp, nhưng là có đáp lại. Nở nụ cười. Cười rất khá xem. Bùi vực là nhìn đến tất cả những thứ này mới bật thốt lên toát ra, bạn trai, ba chữ. Hắn giải thích. Lão bản, xem giống, cho nên ta nghĩ nếu Kiều Tiểu Thư bạn trai, chẳng lẽ không đúng sao? Khi nói chuyện, đường cái đối diện hai người đã lên xe, Kiều Y ngồi ở phó điều khiển vị thường, bưng kia bác dụ viên một chút ăn. Hơn 10 vạn xe, như là mới mua, cửa sổ xe màn đều chưa kịp thiếp, bên trong hết thảy nhìn xem rành mạch. Hạ Nam đánh đem phương hướng, xe quẹo trái quay đầu, theo bọn họ không coi vào đâu chạy đi. Hạ Nam chỉ hạ dụ viên, không biết lại nói cái gì, Kiều Y cười đến ngửa tới ngửa lui. Cho nên cũng không quan tâm xem ngoài cửa sổ. Chu Dư Bạch xoay người đi nhanh hướng bãi đổ xe đi bùi vực mặt sau đi theo. Lão bản, không trở về đại lý. Bên kia còn chờ ngươi. Chu Dư Bạch đột nhiên đứng định, bùi vực cho rằng hắn nghĩ tới phải đi về. Ai biết Chu Dư Bạch quay đầu theo dõi hắn, cảm xúc không lắm vui vẻ hỏi. Dụ viên ăn ngon sao? Bùi vực. Cái kia. Tiểu cô nương thích ăn đi. Chu Dư Bạch ở bãi đổ xe đứng một lát, vẫn là hồi đại lý. Hắn đến đây là có công tác muốn nói, không phải là đi dạo. Tiết mục quan danh phía trước sau định rồi, mặt sau còn có hợp tác công việc. Đại lý cao tầng đã ở, đàm thật sự thuận lợi. Cuối cùng đối phương đại biểu hỏi Chu Dư Bạch còn có cái gì yêu cầu. Chu Dư Bạch trả lời liền ý vị sâu xa. Hắn nói, đề cập sao chép nội dung không cần. Ý của ngài là, hỏi các ngươi vương đạo chu dư bạch nhìn về phía vương thi ý dùng người thượng cũng chú ý một chút đừng đến lúc đó lật xe nhường tiết mục bị tê kiều y dụ viên còn chưa có ăn xong hạ nam xe đã chạy đến ký túc xá dưới lầu dọc theo đường đi hạ nam nói không ngừng nàng không tìm được thích hợp cơ hội cách giáo thời điểm ngươi nếu chuyển hành lý liền kêu ta hạ nam vỗ vỗ tay lái xe này rất có thể trang hóa kiều y nói ta không có gì gia sản cái bọc kia ngươi cũng xong a." À. Hạ Nam nói xong chuyển tới một bên, ở trên miệng rút một chút, lại quay lại đi, "Ta không phải là cái kia ý tứ, ta liền là muốn nói, ngươi không cần khách khí với ta, chúng ta đều là đồng học thôi." Kiều Y nói. "Hạ Nam." "Ôi, Hạ Nam dài thở dài, ngươi có thể nói điểm khác rất rắc lòng ta lời nói sao? Cảm ơn của ngươi dụ viên, lần sau đến lượt ta mời ngươi." kiều y cười cười chúng ta là cùng học ngươi cũng đừng khách khí với ta hạ nam so cái tự thống trái tim động tác buồn bã nói nếu không ngươi đừng mời ta cho ngươi luôn luôn cảm thấy khiếm ta phân dụ viên ngẫu nhiên cũng có thể nhớ tới ta hai năm trước hạ nam nói với nàng câu đều sẽ khẩn trương lắp bắp hiện tại cũng có thể khai khởi vui đùa xem đến lúc thật sự có thể thay đổi rất nhiều người cùng sự kiều y lắc đầu ta sẽ không nhớ tới của ngươi, ta trí nhớ không tốt. Chẳng sợ ngươi vì ta buông tha cho tốt công tác, ta cũng sẽ không nhớ tới. Hạ Nam ánh mắt bỗng dưng dừng lại. Hạ Nam, chúng ta không thể đem sở hữu cảm tình đều được ăn cả ngã về không đặt ở một người trên người, ta không phải nói như vậy không tốt, chỉ là như vậy nói, nếu ngươi không chiếm được hồi báo, một ngày nào đó ngươi hội thừa chịu không nổi. Nhân là cần cân bằng, trừ bỏ cảm tình, còn có công tác, ham thích. Trừ bỏ người trong lòng, còn có bằng hữu, gia nhân. Kiều Y nói xong đoạn này, trầm mặt. Nhất thời bên trong xe không có thanh âm. Thật lâu sau Hạ Nam hỏi. Ngươi có đem cảm tình đều được ăn cả ngã về không đặt ở một người trên người quá sao? Kiều Y nâng dụ viên mát, ở trên tay trở nên nặng trịch, nàng nói. Có đi. Hạ Nam. Ngươi được đến hồi báo sao? Kiều Y không đáp. Hạ Nam lại hỏi. Vậy ngươi thừa nhận ở sao? Kiều Y nghĩ nghĩ, gật đầu. Muốn nói nói xong, Kiều Y cởi bỏ dây an toàn, khoát tay xuống xe. Nàng hướng ký túc xá lâu tiếng, trước sau như một theo túc quản A Di chào hỏi. Nàng rất xinh đẹp, thành tích cũng tốt, làm việc nghiêm cẩn, cũng không oán giận. Nhưng không biết vì sao Hạ Nam xem của nàng thời điểm luôn cảm thấy đau lòng. Kiều Y hồi ký túc xá, mọi người ở, Dương Mai đề nghị đi Tây Môn ăn lẩu. Kiều Y nghe thấy Tây Môn đã nói không nghĩ đi. Dương Mai ghét bỏ nói. Túng dạng. Ngươi cùng kia bác tự xung khắc sao? Này đều phân đã bao nhiêu năm, ngươi ngay cả cái Tây Môn cũng không dám đi. Chúng ta đi cửa Nam ăn được rồi đi. Cửa Nam lẩu không quá chính tông, nhưng đại gia ăn được vẫn là rất vui vẻ. Kiều Y hướng bản thân nước cất trong nồi phóng rau thơm, vớt lên thấm đẫm tương vừng nàng di động vang thấy là tiểu hà điện báo ông điện thoại đi một bên tiếp tạ hiểu huyền kia đoạn video clip trước đạo phiến lý cắt bỏ không chỉ như vậy đã truyền phát quá các bình đài cũng đem lúc trước hạ giá tiểu hà trước tiên đánh đi lại vì đem chuyện này nói cho nàng làm sao có thể đột nhiên sang rớt kiều y rất bất ngờ ta đây nhóm phía dưới nhân liền không rõ ràng dù sao động tác rất nhanh đều sang hơn nữa vương đạo còn gọi ngừng tạ hiểu huyền ở tiết mục đến tiếp sau công tác nói là nhân viên nhiều tài điệu tiểu hà thần bí hề hề hỏi ta cảm thấy vương đạo đã sớm không muốn dùng nàng cố kỵ ba nàng luôn luôn không tốt tài người nói vương đạo vì sao đột nhiên lại tài ta đây cũng không biết kiều y còn buồn bực đâu rõ ràng ban ngày thời điểm tạ hiểu huyền còn một bộ kiêu ngạo bộ dáng tạ hiểu huyền vốn liền chủ trì hiệu quả không tốt không ngạnh không gói đồ ta đi cắt nối biên tập kia hỏi thăm nàng cái này khả năng màn ảnh đều sẽ không còn mấy cái tiểu hà nói ta như vậy vui sướng khi người gặp họa tuy rằng không tốt nhưng là thật sự không quen nhìn nàng khi dễ ngươi phỏng chừng là ông trời cũng nhìn không được trị nàng thôi kiều y làm không rõ tình huống cũng không pháp đánh giá treo điện thoại đang nghĩ tới việc này bên kia kêu nàng trở về dương mai xã giao quản gặp vài cái người quen đều là đại nhị nam sinh, cũng đến này ăn cơm. Đánh tiếp đón sau, hợp lại thành một bàn. Kiều Y đi qua ngồi xuống, hỏi. Thế nào nhiều người như vậy? Cao Vân Vân thấu nàng bên tai, thấp giọng cười nói. Quan hệ hữu nghị. Nói là quan hệ hữu nghị, kỳ thực chính là cùng nhau hàng huyên một lát thiên. Kiều Y cùng không quen nhân không quá yêu nói chuyện, bản thân yên lặng ăn. Nhiều người ăn được chiến tuyến cũng kéo dài quá, đến 8 giờ rưỡi đêm điểm, một cái học đệ đề nghị đi cợt vờ ca hát. Kiều Y không đi qua loại địa phương đó, có chút kháng cự, nhưng lại không chịu nổi đại gia thịnh tình, đành phải đi theo. Địa điểm là học đệ tuyển, cách trường học không tính gần, đánh lên xe, trên đường đổ, hơn 40 phút mới đến. Tân khai điếm, trang hoàng rất xa hoa. Kiều Y đi vào liền hỏi. Chúng ta mấy điểm trở về? Này đều sắp 9 giờ bán dương mai nói ta cũng không nghĩ tới xa như vậy hát một lát ý tứ ý tứ rời đi đi kiều y xem bộ này thế cảm thấy hát lập tức đi khả năng không lớn hát một thoáng chốc học đệ nhóm bắt đầu chút rượu kiều y xem dương mai các nàng ngoạn chính hăng say cũng khuyên không xong bản thân tìm lấy cớ đi trước một cái tiểu học đệ đuổi tới bên ngoài cánh tay chống đỡ chống đỡ lộ không nhường đi học tỷ đến đều đến đây lại đi tính toán chuyện gì a à? Kiều y ý đồ giảng đạo lý. Ngày mai có công tác, hiện tại thật sự quá muộn. Này còn gọi trễ, nhân gia cực vờ đêm bao 8 giờ rưỡi mới bắt đầu đâu. Tiểu học đệ đi kéo Kiều y cánh tay. Kiều y tưởng tức giận, dương mắt thấy cửa tiến vào vài người, đã nghĩ đem bản thân mặt bịt kín. Thành thị lớn như vậy, vì sao có năng lực gặp? Vẫn là ở loại tình huống này chu dư bạch phía sau đi theo một nữ nhân hắn nghiêng đầu xem bên này kiều y ký hy vọng cho hắn vừa mới tiến đến mặt sau nữ nhân lôi kéo hắn cánh tay nói dư bạch vào đi thôi kiều y ở trong lòng cùng gật đầu coi như không phát hiện đối phương thật tốt nhưng là chu dư bạch đối kia nữ nhân ngoảnh mặt làm ngơ đã hướng nàng đã đi tới lại đổi một cái hắn nói với kiều y tác giả có chuyện muốn nói bên trong còn có mấy cái, nếu không ngài cùng nhau trông thấy. Nhìn đến đại gia nhắn lại, ngày mai phì chương. Cảm tạ ở 2020 05 04 17 10 25 2020 05 05 18 25 04 thời kỳ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tứ dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga cảm tạ tứ dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. A hứa một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối của ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 52 không ăn thảo. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Kiều Y cũng không biết ban ngày đã xảy ra cái gì, cũng không biết Chu Dư Bạch thấy cái gì. Ở nam nhân nghiêm khắc dưới ánh mắt không thể tưởng tượng có loại bị nắm bao lỗi thấy. Chu Dư Bạch loại này ánh mắt tạo ở bên cạnh nam sinh trên người biến thành quan nhân mát. Nam sinh mặt mũi không nhịn được, lại thấy Kiều Y Thủy chung không cùng Chu Dư Bạch chào hỏi, cảm thấy hai người quan hệ cũng không giống như là nhiều thân cận, khó chịu hỏi học tỷ hắn là ai vậy a à? học tỷ chu dư bạch khóe miệng cầm nhàn nhạt châm biếm ngươi học tỷ không muốn cùng ngươi ngoạn ngươi phải làm cho nàng đi hiểu chưa hắn đối kiều y ngoắc ngoắc thủ đi lại kiều y không biết hắn loại này thiên lý sáng tỏ giáo húng vãn bối khí tràn theo từ đâu đến nàng không nhúc nhích mặt sau nghe an hy đã theo đi lại thấy tình cảnh ánh mắt nghi hoặc ở kiều y trên mặt đánh giá, hỏi. Dư Bạch, các ngươi nhận thức. Ân. Ừ. Chu Dư Bạch không muốn để cho nghe An Hy trở về cùng Trần Mạc như loạn giảng, chỉ nói, ngươi đi vào trước đi, ta quản quản tiểu hài tử. Kiều y kéo kéo khóe môi. Nghe thế cái từ, nam sinh khí thế liền bắt đầu yếu đi, nhỏ giọng nói thầm. Học tỷ, này trong nhà ngươi trưởng bối A. Kiều y lúc này có thể nói cái gì, cũng không thể nói hắn kỳ thực trước đây bạn trai đi chu dư bạch nhưng là mang theo bạn gái đến ngôn ngữ thái độ cũng đều là không tính toán thừa nhận hai người phía trước quan hệ bộ dáng khi nàng sẽ không có thể tự tìm nhục nhã kiều y xấu hổ gật gật đầu nam sinh lập tức đứng thẳng tắp lắp ba lắp bắp theo chu dư bạch giải thích ca ca ta không ngăn đón học tỷ không nhường đi là chúng ta mới đến một thoáng chốc thật sự không tin ngài xem nơi này đêm bao 8 giờ rưỡi mới bắt đầu đâu. Ta đây cũng có thể cho nơi này 10 giờ rưỡi liền kết thúc. Chu Dư Bạch chiêu xuống tay, trong đại đường quản lý chạy đi lại. Chu Dư Bạch nói. Toàn thể kéo áp tan tầm đi. Quản lý kinh sợ. Chu Tổng, Ngài. Chu Dư Bạch này thiếu gia khí là tài sản vô số dưỡng xuất ra, hồn nhiên thiên thành. Nam sinh triệt để túng, ngay cả giải thích cũng không dám lại giải thích, 90 độ cuối mình vái chào. Thực xin lỗi. Sau đó phi thông thường chạy trở về. Kiều y tâm tình khó có thể hình dung. Chu Dư Bạch chọn Hạ Mi. Cho người bạn trai tới đón. Kiều Y phản ứng vài giây mới ý thức đến hắn ở nói với bản thân, mê mang hỏi. Cái gì bạn trai? Chu Dư Bạch nhíu mày, tiện đà giảng ra, nói. Không có việc gì, đi thôi. Kiều Y cho rằng hắn là để cho mình đi, đầu cũng không hồi chạy nhanh khai lưu kết quả không đi ra rất xa phát hiện chu dư bạch theo ở phía sau nàng dừng lại ý tứ là làm cho hắn đi trước chu dư bạch đã ở bên cạnh nàng dừng lại trật phía dưới bên này đánh xe không cần hắn nhắc nhở kiều y cũng biết cho thuê ngừng điểm ở nơi đó nhưng là theo này đến trường học rất xa đánh xe phí dụng cũng rất đắt của nàng tiền cũng không phải đại phong quát đến ta tọa giao thông công cộng kiều y không cảm thấy có cái gì ngượng ngùng thoải mái hướng bên kia đi chu dư bạch chật một tiếng cũng đuổi kịp kiều y có chút không nói gì dừng lại quay đầu xem hắn chu dư bạch tự hồ tâm tình so vừa rồi tốt lắm rất nhiều nói đưa ngươi đến nhà ga ngẫu ngộ bạn gái trước xuất phát từ hảo ý thượng đi hỗ trợ giải vây thượng có thể giải thích thông nhưng này đưa nhà ga còn có điểm không thích hợp kiều y tầm mắt chuyển qua mặt sau nhắc nhở hắn. Ngươi bạn gái còn tại kia chờ ngươi đâu? Là bạn gái sẽ không nhường đợi. Chu Dư Bạch đi nhanh hướng nhà ga phương hướng đi, cao giọng, nhanh chút, bằng không ngươi cản không nổi cuối cùng nhất bang. Nghe thế cái, Kiều Y cũng không để ý tới, nàng đi chậm, chạy chậm mới vừa vặn đuổi kịp vào trạm giao thông công cộng xe. Nhưng là vừa rồi đi, đã bị người phía sau đẩy một chút, ngã sấp xuống. Kiều Y thủ chống đỡ trên mặt đất, bị vật cứng cắt sinh đau nhất thời đi đều lên không được lái xe thét to đại gia chậm một chút chú ý an toàn kiều y cánh tay bị người giữ chặt đỡ đứng lên cám ơn nàng giật mình nhiên không nghĩ tới là chu dư bạch theo đi lên vừa rồi đụng vào của nàng nhân ngượng ngùng xin lỗi thực xin lỗi a à, ta ôm đứa nhỏ không chú ý ngươi không thương đến đi kiều y nói không có việc gì trên xe nhân không tính nhiều chu dư bạch đem nàng phù đến bên cạnh ngồi xuống lại nhớ tới phía trước hắn đối với đầu tệ khẩu cùng tảo mã chỗ nhìn hồi lâu kiều y ý, ý thức được một sự kiện vị này tự phụ đại thiếu gia khả năng sẽ không tọa giao thông công cộng xe nàng đang muốn đi qua ngồi ở dẫn đầu phía trước một đệ tử bộ dáng nữ hài đã đứng dậy giúp chu dư bạch đầu tiền nữ hài cười khanh khách xem hắn cười chu dư bạch cũng lấy ra di động Hai người không nói đến cái gì, kia nữ hài nhìn về phía Kiều Y, làm kinh ngạc trạng, sau đó nhếch miệng nhạt. Kiều Y không biết làm sao, cũng chỉ đành lễ phép nở nụ cười. Chu Dư Bạch rất mau trở lại đến bên cạnh nàng ngồi xuống. Kiều Y hồ nghi xem hắn. Chu Dư Bạch nói: "Không tiền lẻ, người khác giúp ta thanh toán." Bộ dạng hảo quả thật đến chỗ nào đều được hoan nghênh, Kiều Y biểu môi phát hiện cái kia nữ hài còn đang nhìn bản thân cười trộn. Nàng tầm mắt lại đi Chu Dư Bạch trên mặt Di, cảm thấy thật không thích hợp. Chu Dư Bạch hiểu rõ công công môi. Nhân gia hỏi có thể hay không thêm ta cái vi tính. Kiều Y thầm nghĩ, quả nhiên. Ta nói không được, chỉ có thể tạo mã đem tiền cho nàng. Chu Dư Bạch lại nói, ta nói bởi vì bên kia nữ hài thật hung. Kiều Y nháy mắt mấy cái, chậm rãi nâng tay chỉ vào bản thân ngươi nói ta. Chu Dư Bạch không trả lời, giữ chặt tay nàng, bài khai xem trưởng tâm. Vừa rồi bị cắt đến là rất đau, nhưng là cũng không có trầy da, vấn đề không lớn. Chu Dư Bạch cúi đầu đối với lòng bàn tay thổi một chút. Kiều Y đánh cái giật mình, nhanh chóng rút tay về, tọa thẳng, cứng ngắc hỏi. Ngươi, làm sao ngươi lên xe? Này vấn đề là biết rõ còn cố hỏi, thật hiển nhiên Chu Dư Bạch là thấy nàng ngã sắp xuống mới đi lên chu dư bạch chú ý tới nàng cảnh giác biểu cảm không hé răng xe chớp lên chạy kiều y chăm chú nhìn bên cạnh nam nhân mím mím môi nói không phải nói hảo ngươi đừng nhúng tay chuyện của ta sao nàng vốn thanh âm liền tiểu hơn nữa giao thông công cộng xe dày đặc không tốt tạp âm hạ càng là nhược đến làm cho người ta nghe không rõ nàng tưởng lớn tiếng đến đâu cường điệu một lần thời điểm chu dư bạch mở miệng nói cái này gọi là nhúng tay ta ở ngươi trước mặt ngã sấp xuống ngươi không phù sao kiều y nghiêng đầu xem hắn lúc sáng lúc tối quan ảnh ở trên mặt nàng lướt qua nàng ánh mắt trong trẻo sạch sẽ chu dư bạch tại đây một cái chớp mắt minh bạch một chuyện thực hắn hiện tại ngã sấp xuống nàng khả năng thật sự sẽ không đến phù theo hai người gặp lại khởi kiều y không có tận lực trốn hắn nhưng cũng không có chủ động cùng hắn có giao tế nếu không phải là hắn lần nữa tới gần Nàng khả năng liền tính xem thấy hắn, cũng sẽ giống người xa lạ giống nhau. Chu Dư Bạch quay lại đi không lại nói chuyện. Giao thông công cộng xe khởi khởi ngừng ngừng, dần dần lên đây rất nhiều người, Kiều Y đem vị trí tặng cho một cái lão nhân, bản thân đỡ bắt tay đứng ở Chu Dư Bạch bên cạnh. Chu Dư Bạch nhìn không chớp mắt ôm cánh tay ngồi, ở xe khởi bước, Kiều Y lão đảo một chút mới xuất hiện thân, đem nàng khấu ngồi ở bản thân trên vị trí, nói cái gì cũng chưa nói kiều y nói cám ơn chu dư bạch ân kiều y nghĩ nghĩ hảo tâm đề nghị nếu không ngươi xuống xe đi chu dư bạch sắc mặt lạnh hơn không để ý nàng cũng không lâu lắm có cái ôm đứa nhỏ nhân lên xe kiều y lại đem bản thân chỗ ngồi nhường đi ra ngoài trên xe đã là nhân ai nhân nàng bất đắc dĩ cùng chu dư bạch chen ở cùng nhau chu dư bạch thủ chống tại nàng hai bên phù trên gậy cho nàng vòng ra một khối tương đối độc lập không gian xe đột nhiên phanh lại kiều y phù bất ổn mặc một chút kề sát tới chu dư bạch trên người chẳng sợ tại như vậy chật chội trong hoàn cảnh trong lòng hắn vẫn là dễ ngửi bạc hà vị kiều y điện giật giống như bắn dậy thân mình càng thêm đứng không vững thủ hạ ý tứ đi phía trước phù nàng nghe được nam nhân kêu trên tầm mắt chậm rãi hạ di thấy chính mình tay chính đặt tại chu dư bạch trên lưng nàng trướng đỏ mặt trục thủ. Chu dư bạch mâu sắc thâm trầm xem nàng, động động môi, lại không nói cái gì. Hai người cứ như vậy ở trên xe mặt đối mặt đứng. Kiều y da đầu đều là nhanh. Thật vất vả đến trường học, xuống xe sau rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Kiều y xuất phát từ lễ phép nói với Chu dư bạch. Tái kiến. Chu dư bạch ở dưới đèn đường làng da không có bạch trời như vậy lãnh bạch, có mang theo ủ rũ ôm nhu. Ký túc xá môn còn mở ra sao?" Hắn hỏi. Kiều Y nhìn thời gian, nói: "Mở ra." Chu Dư Bạch nói: "Loại địa phương đó không thích hợp ngươi, về sau ít đi." Kiều Y không hiểu biết hắn vì sao quản nhiều như vậy, phản bác nói: "Vì sao không thích hợp ta?" Chu Dư Bạch: "Ngươi uống không xong rượu." Kiều Y nhỏ giọng than thở: "Ta cũng không uống a." À đi chơi cũng muốn cùng tin được nhân, tựa như hôm nay như vậy, ngươi đi đều đi không xong. Chu Dư Bạch lại là một bộ trưởng bối tư thế. Kiều Y có chút não, không phục nói. Ngươi đều nói ta không phải là 19 tuổi, ta cũng không phải tiểu hài tử. Lại nói cái kia nam sinh là chúng ta trường học học đệ, Dương Mai nhận thức, nhân không xấu. Chu Dư Bạch tự tiếu phi tiếu lặp lại. Học đệ. Kiều Y gật gật đầu mới đại nhị. Ngữ khí mang theo nàng cũng chưa ý thức được khiêu khích. Chu Dư Bạch không thấy nhất ngữ, xem nàng cười rộ lên. Hắn tổng là như thế này, có thể hưởng hờ xem người khác táo bạo. Hắn tiến lên một bước, cao lớn thân ảnh phản phất bao lại nàng, lười nhác chế nhạo. Kiều Y, trâu già gặm cỏ non không phải như vậy ăn. Kiều Y trừng mắt xem hắn, sau một lúc lâu nói. Chu Tổng đã làm gương tốt đã dạy ta chu dư bạch trên mặt kia phân thông dong có chút không chịu được nữa kiều y nhún nhún vai ngươi lần trước hỏi ta có phải là chơi không nổi ta hiện tại trả lời ngươi ta không phải là chơi không nổi nàng tiếp theo nói ta là không muốn cùng ngươi ngoạn khi ngữ khí rất thành khẩn chu dư bạch biết trong lòng nàng chính là nghĩ như vậy nam nhân quay đầu chui vào trong bóng đêm đi được cũng không quay đầu lại khi đầu cờ vờ tầng đỉnh lớn nhất tư nhân trong phòng nghe an hy vẫn ngồi như vậy rầu rĩ không vui tạ viễn từ bên ngoài tiến vào nhìn một vòng hỏi dư bạch đâu không phải nói với ngươi cùng đi đến nghe an hy mím môi cùng dư bạch giận dỗi tạ viễn bưng cái mâm đựng trái cây đi qua không khí a à, hắn không phải kia đức hạnh thôi nghe an hy đâm cái cam phóng tới bên miệng lại không cảm thấy không khẩu vị tức giận nói dư bạch vừa nói muốn ngươi toàn điếm nhân quan áp tan tầm cái gì? Tạ Viễn Khoa Trương nói, ta đây vừa khai trương, hắn liền như vậy làm ta, rất không có nhân tính thôi. Không đúng a, à, hắn vì sao muốn ta này đóng cửa, ta kia chọc hắn. Nghe An Hy không hé răng, phụng phịu. Tạ Viễn cười. Ai u ta đều toan, các ngươi một đám đại tiểu thư đều hướng dư bạch trên người sinh phát, hắn trừ bỏ bộ dạng hảo, còn có kia hảo. Được, đừng tức giận, một hồi hắn đến đây, ta giúp ngươi đổi hắn. Nghe An Hi hít sâu một hơi. Một chốc hẳn là tới không được. Thế nào? Nhà hắn lão gia tử lại triệu hồi hắn. Không phải là. Nghe An Hi cắn chặt răng, hỏi, hai ngươi không phải là phát tiểu, ngươi có biết dư bạch gia vãn bối lý có cái gì tiểu hài tử sao? Tạ viễn. Cái gì tiểu hài tử? Mười mấy tuổi, nhiều lắm hơn hai mươi, cùng dư bạch quan hệ tốt vãn bối tiểu hài tử. Người nói hắn cái kia bị hàng quá trí biểu đệ vương lạc kỳ. Quan hệ không được tốt lắm, hơn nữa hắn mỗi lần đến bị coi thường còn đều bị dư bạch thu thập dễ bảo. Ta biết vương lạc kỳ, không phải là hắn, là nữ hài. Nghe An Hy rõ ràng nói, vừa rồi đôi ta đều đi đến ngươi điếm cửa, hắn thấy cái nữ hài bị cái nam sinh quấn quýt lấy, đã nói là trong nhà tiểu hài tử, muốn xen vào quảng cuối cùng còn thân hơn tự đem nhân tiễn bước. Tạ Viễn vuốt cầm. Nhà hắn trong thân thích nhưng là có nữ hài, nhưng ta thế nào không biết hắn thích quản đứa nhỏ a, à? không đúng, ngươi chở hắn đến, hắn lại cũng không bản thân lái xe, thế nào đưa nhân? Như vậy hạ thân phân, đánh xe a. À? Không phải là. Nghe An Hi nhớ lại vừa rồi bản thân nhìn đến tình hình, cũng cảm thấy nghe hoang đường, nói. Hắn hẳn là ngồi giao thông công cộng xe tạ viễn cả kinh cầm kém chút rớt nhìn không được bạo thô khẩu ngươi nói chu dư bạch tọa giao thông công cộng xe hắn đặt sao trong túi từng có tiền lẻ sao hắn đặt sao tảo mã thời điểm biết đối với kia sao tạ viễn kia có thể đến mức trụ quay đầu liền cấp chu dư bạch gọi điện thoại chu dư bạch chính một người đi trở về tiếp khởi điện thoại liền nghe thấy tạ viễn tại kia ồn ào ta nói bá tổng huynh đệ tại đây chờ ngươi đâu Ngươi đi đâu thể nghiệm sinh hoạt, thế nào lại mang đứa nhỏ lại tọa giao thông công cộng? Hắn tưởng trực tiếp đem điện thoại khác. Tạ viễn dự đoán được như thế, vội vàng nói. Ngươi đừng quải A, à, theo ta thấy xem chúng ta đứa nhỏ lớn lên trong thế nào. Trường học phụ cận lộ, thường thường có học sinh kết bạn đi qua. Chu Dư Bạch không muốn ngăn xe, là miên mang đi, càng đi càng cảm thấy cả người táo hoảng. Tiếp điện thoại công phu cũng không chú ý, vừa nhất tốc hiện nhanh đến trước kia căn cứ tiểu lâu hắn kháp thắt lưng xa xa nhìn không lại đi phía trước nói chuyện với ngươi a à, cái nào tiểu hài tử có thể cho ngươi tự mình đưa nhường ta nhìn xem tạ viễn còn tại nói đâu đâu chu dư bạch tự dẻo nở nụ cười hạ tạ viễn ta thấy đến kiều y hạ phong khô nóng phản phất về tới mới gặp ngày đó ban đêm không khí cũng là như vậy niêm trù khi đó Chu Dư Bạch ánh mắt bị thương nhìn không thấy. Nàng gặp được người xấu tìm đến hắn cùng Lý Hoành cầu cứu. Nàng cho rằng Lý Hoành cũng là người xấu, ở của hắn lòng bàn tay lén lút họa hạ, SOS. Ngốc hồ hồ thật buồn cười. Trong điện thoại cũng trầm mặt. Chỉ có âm nhạc ồn ào thanh, nhưng phản phất đều nghe không được. Tạ viễn nửa ngày mắng thanh. Nằm tàu. Kiều y trở lại ký túc xá, không bao lâu xá hữu cũng đã trở lại tiểu y đông tử nói ngươi gia trưởng bối tới đón ngươi thiệt hay giả dương mai hùng hùng hổ hổ thoát quần áo kiều y chạy nhanh kéo lên rèm cửa sổ thuận miệng ứng a à, trùng hợp có cái nhận thức cao vân vân nói ta liền nói không có khả năng là tiểu y trưởng bối đi ngươi này vài cái học đệ nhất kinh nhất xạ nam sinh quá nhỏ quả nhiên là không được ta cuối cùng có loại muốn chiếu cố bọn họ cảm giác. Rất lão cũng không được, đàm rất nhiều bạn gái, đều là lão bánh quẩy. Tôn Hàm lấy nói tao dương mai. Khi cái gì tuổi tốt, ngươi dư hàng ca tuổi tốt nhất là không phải là. Hảo là hảo, nhưng ta lại không còn thấy. Chạy xa như vậy đi làm, liền mừng năm mới trở về một lần. Dương Mai đột nhiên kích động nói, bất quá hắn gần nhất muốn trở về. Tôn Hàm Nhìn ngươi sao? Khi ngược lại không phải là. Dương Mai bẹt bẹt miệng, mẹ hắn bị bệnh, vừa làm xong giải phẫu. Kiều Y đang ở toilet rửa mặt, chạy xuất ra. Ngươi nói ai làm phẫu thuật? Ngươi lỗ tai thật đúng Linh. Dương Mai nói, dư hàng ca mẹ làm phẫu thuật, đều làm xong có hai ngày, hắn thỉnh không dưới đến giả, gấp đến độ không được, nói qua vài ngày nhất định trở về. Kiều Y tâm trầm xuống, lẩm bẩm nói là Chu lão sư a. Chu Thanh Khiết phía trước liền thân thể không tốt, làm qua tiểu phẫu, khoảng thời gian trước vị đau đi kiểm tra, ung thư dạ dày sơ kỳ. Nàng không nhường nói cho bất luận kẻ nào, là làm xong rảnh tay thuật mới cùng dư hàng giảng. Kiều Y nhớ tới này nửa năm, nàng vội tốt nghiệp, tìm việc, không đi Chu Thanh Khiết kia lên lớp. Chu Thanh Khiết cũng cơ hồ không đi tìm nàng. Nghĩ như vậy đến, là nàng sơ sót nàng ngày thứ hai buổi sáng liền gọi điện thoại đi qua, muốn đi thăm. Chu Thanh Khiết luôn luôn từ chối, cuối cùng không lay chuyển được, mới đồng ý nàng ba ngày sau đi. Kiều Y không biết vì sao phải đợi ba ngày, đến bệnh viện mới ý thức đến, vừa làm xong giải phẫu nhân thật suy yếu, Chu Thanh Khiết là sợ nàng xem thấy lo lắng. Kiều Y đem mang thuốc bổ đặt ở một bên, kêu. Lão sư. Chu Thanh Khiết nằm ở trên giường bệnh, nhưng so với trước kia gầy, nhưng tinh thần tốt lắm cười nói tiểu y đến đây làm sao ngươi còn đêm nhiều như vậy này nọ ta lại ăn không xong lúc đi một lần nữa lấy đi a à. ngài ăn không xong dư lão sư ăn hắn chiếu cố ngài cũng vất vả kiều y đi qua ngồi ở bên giường ghế tựa chu thanh khiết hỏi công tác tìm thế nào hoàn hảo này có cái thông báo tuyển dụng hội ngươi có thể đi nhìn xem chu thanh khiết đem đan tử đưa cho nàng lại hỏi luận văn tốt nghiệp đều làm xong rồi đi đã biện hộ qua cũng không có vấn đề gì vậy là tốt rồi tốt nghiệp điển lễ khi nào thì khai a à. chu thanh khiết hỏi đông hỏi tây một thoáng chốc dư thành dẫn theo đánh cốt cơm trở về gặp kiều y nói ngươi chu lão sư lại đãi ngươi nói không dứt đi là kiều y cười như là lão sư đến tham ta bệnh Chu Thanh Khiết nắm mắt tảng. Nga của ta lão hỏa ngươi sinh bệnh gì, chạy nhanh cho ta phi phi phi. Có thể hay không không cần nói này đó đáng chết suối quẩy nói. Trong phòng bệnh ba người đều nở nụ cười, Chu Thanh Khiết vết đau bị dắt đến, nghe răng kêu đau. Dư Thành ngoài miệng nói xong gọi ngươi không chú ý, nhưng vẫn là chạy nhanh qua xem. Con một ở ngoài công tác cũng chưa về, Chu Thanh Khiết sinh bệnh, đều là Dư Thành mỗi ngày chiếu cố. Dù là như vậy, trường học khóa cũng một ngày không chậm trễ, không một đệ tử nhìn ra hắn thê tử bởi vì ung thư vừa mở đau. Kiều Y luôn có thể ở hai người bọn họ trên người nhìn đến một loại bình thường vĩ đại. Nàng nhịn không được nói. Chu lão sư, ngài làm phẫu thuật trọng yếu như vậy chuyện cũng không theo ta giảng. Dư Thành đem Chu Thanh khiết chỗ tựa lưng diêu đứng lên, nói. Ngươi Chu lão sư không nhường, nói ngươi tốt nghiệp vội, còn muốn tìm việc, không nghĩ ngươi lo lắng. Có loại giống như đã từng quen biết cảm giác di động thượng trong lòng. Kiều y trong lòng ê ẩm. Dư hàng chạy nhanh an ủi nàng. Cũng may phát hiện sớm, giải phẫu cũng thật thành công. Bác sĩ nói, thuật sau có thể cùng người bình thường giống nhau. Chu Thanh khiết cực đầu. Chính là chính là. Ta hảo thật sự. Hai người bọn họ cứ như vậy, ở cái gì cực khổ trước mặt cảm xúc đều là tích cực hướng về phía trước dư hàng bãi cơm hộp biết tiểu y đến ta đánh rất nhiều cơm đến đến ngươi theo giúp ta lưỡng ăn kiều y quái ngượng ngùng ta đây đến lại ăn lại uống thực không giống như là thăm bệnh bệnh viện căng tin giảng bữa hương vị nhẹ chu thanh khiếp chỉ có thể uống một chút thước du đánh nhiều như vậy món ăn dư thành kỳ thực là chuẩn bị cho kiều y chỉ là ăn đến trung gian dư thành cùng chu thanh khiếp đều nhìn vài thứ thời gian kiều y ý thức được bản thân ăn được có chút chậm lau miệng nói ta ăn được nàng muốn thu thập cơm hộp dư thành ngăn đón nói không cần tiểu y ngươi trường học vội hãy đi về trước đi kiều y sao có thể ăn không phải trả tiền bạch uống hoàng vỗ vỗ tay rời đi nàng nói lão sư ta không có chuyện gì nếu không ngài trở về đi ta hôm nay tại đây chiếu cố chu lão sư không cần không cần ngươi mau trở về Chu Thanh Khiết xua tay, lại xả đến miệng vết thương, chịu đựng đau vẫn là thúc giục nàng đi. Kiều Y cảm thấy hai người là thật tâm không muốn để cho nàng tại đây đợi, đành phải nói. Ta đây quá hai ngày lại đến, hoặc là nơi này cần hỗ trợ, liền kêu ta. Đi thôi. Đi thôi. Nhưng dư lão sư đưa ngươi đi ra ngoài. Chu Thanh Khiết nói. Kiều Y cảm thấy có chút buồn cười, luôn cảm thấy bản thân là bị ghét bỏ đuổi đi không cần ta bản thân đi xuống tự thành nàng trên lưng đang kiên bao kéo ra môn nhưng còn tại hướng chu thanh khiết vẫy tay thân mình đã đánh lên cá nhân chu dư bạch giúp đỡ nàng một phen nói xem lộ kiều y nhân rùng mình chu thanh khiết kinh ngạc hỏi dư bạch ngươi không phải là buổi chiều tới sao chu dư bạch nâng hoa tùy ý nói buổi chiều có cái hội liền trước tiên đến đây chu thanh khiết le lưỡi như là ở cùng kiều y giải thích bệnh viện nhường tận lực tập trung thăm hỏi ta mới an bày đến cùng một ngày hơn nữa dư bạch nói hắn buổi chiều đến cách không được ăn cơm thời điểm hai cái lão sư luôn luôn nhìn thời gian nguyên lai là sợ hắn lưỡng đánh lên mặt giải thích càng xấu hổ kiều y ra vẻ bình tĩnh nói chu lão sư dư lão sư kia ta đi trước nàng không nhắc tới chu dư bạch chu dư bạch cũng không cùng nàng chào hỏi chỉ là sườn thân nhường ra điều nói làm cho nàng trải qua hai người này phản ứng đều xem ở trong mắt chu dư bạch như là không có việc gì nhân đi vào đem hoa đặt tại đầu giường thân thiết hỏi chu thanh khiết bệnh tình nói vài câu chu thanh khiết xem hắn mua hy hữu giống bách hợp trêu ghẹo nói thật đúng là đại thiếu gia đến xem bệnh mua loại này này nọ chu dư bạch muốn cho ngài tâm tình hảo tâm tình là hảo, chính là quý, cũng không thực dụng. Chu Thanh Khiết ở hắn này xưa nay có cái gì nói cái gì, không sợ đắc tội hắn. Theo lời này đề, Chu Dư Bạch thấy cạnh tường mấy hộp thuốc bổ. Chu Thanh Khiết cũng nhìn thoáng qua, nói: "Tiểu Y có tâm, mua nhiều như vậy đến, nàng công tác còn chưa có tìm hảo, trong tay cũng không bao nhiêu tiền, thật là nàng người nói vô tâm." Theo người ngoài hai người phía trước cảm tình rất ngắn ngủi, cho dù đã từng lẫn nhau thích nhưng có thể trước hết bước ra cái kia cũng nhất định là chu dư bạch hắn rời đi nơi này hơn nửa hai năm rưỡi trước đều không có trở về quá cho nên ở trước mặt hắn chu thanh khiết dám nhắc tới kiều y cũng không dám ở kiều y trước mặt nhắc tới hắn còn chưa có tìm hảo công tác sao chu dư bạch giống như vô tình hỏi nàng nói tìm hoàn hảo nhưng là ta biết nàng huýt rất nhiều vách tường nàng muốn từ sự phối âm công tác nhưng bằng cấp thượng là phát thanh chuyên nghiệp hơn nữa phối âm khối này ngươi cũng biết giống nàng như vậy khởi bước nang không bằng làm nguyên chuyên nghiệp ít nhất có thể có cái ổn định thu vào chu thanh khiết thở dài nàng rất có thiên phú ngươi đem nhân dạy cho ta ta cũng không giúp đỡ nàng cái gì chu thanh khiết cùng dư thành đều không phải thác quan hệ đi cửa sau kia một đường chính là thân nhi tử đều là buông tay nhường này bản thân dốc sức làm huống hồ chu thanh khiết thân thể không tốt cũng không để ý tới nhưng trong lòng luôn luôn thắt thỏm nàng là thật yêu thương kiều y nàng muốn từ sự phối âm chu dư bạch liễm cảm xúc như đang ngẫm nghĩ sau đó hỏi lão sư kiều y hai năm trước có phải là đem muốn ký ước trò chơi phối âm công tác cấp đẩy có việc này ta ấn tượng rất khắc sâu chu thanh khiết lại là thở dài lúc đó ta khuyên nàng thật lâu cũng huống nàng nhưng mặc kệ nói như thế nào nàng đều không muốn đi. Ta nghĩ có thể là ngoại công qua đời, nàng không nghĩ về lão gia, sợ thấy cảnh thương tình đi. Chu Dư Bạch cúi đầu, thon dài lông mi che ánh mắt, cũng không biết là cái gì cảm xúc. Chu Thanh Khiết vỗ vỗ tay hắn. Ta thuận miệng nói, ngươi cũng đừng quá để ý, sinh viên tìm việc đều nan. Chu Dư Bạch nhẹ nhàng gật đầu. Hắn chú ý tới trên bàn tờ danh sách, cầm lấy xem đây là thông báo tuyển dụng hội ta cấp tiểu y một phần chu thanh khiết đùa nói ngươi đều là lão bản khả không cần phải chu dư bạch buổi chiều quả thật bỏ thêm cái hội không thể lâu tọa đợi một lát liền rời khỏi lái xe ở mặt dưới chờ đợi chở hắn hướng tập đoàn đi thoáng cái buổi trưa hội hắn đều khai không yên lòng cấp dưới nhóm cho rằng hắn tâm tình không tốt đại khí cũng không dám ra hội nghị sau khi kết thúc bùi vực bưng tách cà phê đưa đến hắn văn phòng hỏi lão bản ngài có phải là đối bọn họ công tác nơi nào không vừa lòng chu dư bạch ngón tay đốt mặt bàn một chút chút không nói chuyện sau một lúc lâu nói bùi trợ ngài nói ngươi hỏi một chút phòng nhân sự kia còn thiếu người sao bùi vực có chút không hiểu đáp lời ta phải đi ngay hỏi quên đi chu dư bạch nói tập đoàn nội không được, nàng không tín nhiệm ta. Bùi vực càng mê mang. Ai không tính? Chu dư bạch thủ cuộn tròn đặt ở bên miệng, cắn một lát ngón trỏ xương tay. Bùi vực bỗng nhiên có chút minh bạch vì sao lão bản cái kia kêu bạn của tạ viễn lão nói hắn là nhã nhặn bại hoại. Ngươi tới. Chu dư bạch vẫy tay, ngươi cho ta liên hệ lão ngôn, kêu. Chương 53 Không ăn thảo bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Là công tác thủ trưởng sao? A hạ vô pháp xác định, nhưng di động không ngừng chấn, đem nguyên bản không tỉnh đêm dảo càng thêm loạn. A hạ tiếp đứng lên. Quy. Trong điện thoại ngắn ngủi trầm mặt, Chu Dư Bạch hỏi. Ngươi là ai? A hạ trong lòng chột dạ, lại muốn theo này thông cùng kiều y có liên quan trong điện thoại tìm được tin tức hữu dụng, hắn nói ta là kiều y đồng học xin hỏi ngươi là chu dư bạch cũng không có đáp mà là hỏi kiều y nhân đâu điều này làm cho a hạ trong lòng dân lên cuối cùng một điểm hy vọng lại thất bại hắn không biết nên thế nào trả lời kiều y nàng nàng chu dư bạch thanh âm còn trấn định chỉ là lượt bình tĩnh nói cho nàng chu dư bạch đánh tới làm cho nàng hiện tại tiếp điện thoại A Hạ sớm đã nhớ không nổi tên này là ai, cho dù hắn phía trước ở Hạ Nam kia nghe được quá, hắn chỉ là cảm thấy này nam nhân ngữ khí phản phất có thể nắm chặt nhân yết hầu. A Hạ nắm chặt điện thoại. Kiều Y tới tham gia sinh nhật hội, ta. Ta tìm không thấy nàng người. Hạ đêm gió thổi qua, có thể nghe thấy gặp trong vườn trường mùi hoa. Hoa đại năm nay tân di hái được rất nhiều sơn chi thụ, nguyên bản không tốt nuôi sống, lại không nghĩ rằng đến hoa khai nhiều đóa, hương khí quanh quẩn toàn bộ tốt nghiệp quý. Các học sinh treo gẹo, đây là ly biệt hương vị. Kề bên trường học tiểu nhà trọ, phòng nhỏ hẹp. TV không tiếng động bá phim thần tượng, của kỹ điều hòa trừ ẩm khi phát ra thanh âm. Hạ Nam ở mở ra cửa sổ biên trừ xong rồi hai điếu thuốc. Nhậm ca đưa cho của hắn, hắn kỳ thực không quá hội trừ, yên vừa vừa vào phế liền ngay cả ngay cả ho khang nhậm ca trả lại cho hắn nhất hộp bộ, để lại ở đầu giường điệu nước sơn bàn gỗ thượng. Thuốc hút xong rồi, hắn ra bên ngoài phẩy phẩy phong, đóng lại cửa sổ. Kiều Y nằm ở trên giường, màu trắng ráp giường cùng hôn ám ánh đèn làm cho nàng cả người thoạt nhìn thật bé bỏng, cũng thật điềm tĩnh. Nàng mặc nước cạn lục sắc áo đầm, cốc váy phiên nổi lên một bên, thon thon tế chân, xinh đẹp trắng nõn. Hạ Nam ngồi ở bên giường trên ghế, nghiêm cẩn nhìn nàng một hồi lâu. Này trong phòng liền một trương giường, vào ở thời điểm trước sân khấu hỏi hắn muốn tiêu gian vẫn là giường lớn phòng, hắn không hề nghĩ ngợi nói tiêu gian. Sau đó lại sửa lại khẩu. Hạ Nam không biết đến qua bao lâu, hắn đứng dậy ngồi ở bên giường. Kiều Y giống cảm thụ động tĩnh, nhíu hạ mi. Hạ Nam nhẹ nhàng kêu nàng tên, nàng không phản ứng. "Kiều Y, có thể nghe thấy ta nói chuyện sao?" Nàng tiếp tục từ từ nhắm hai mắt khi nghe đồ uống tác dụng hạ, nàng đang ngủ, vô ý thức ân một tiếng. Giống con mèo nhỏ ưng. Hạ Nam trà sát mặt mình, đứng dậy vào phòng tắm. Trên người hắn có yên rượu hương vị, hắn còn đều không thích, huống chi là kiều y tới gần thời điểm, hắn không muốn để cho nàng nghe đến. Ấm áp thủy theo vòi hoa sen lưu ở trên người, càng thêm khô nóng vô cùng. Đó là bản năng phản ứng, hắn cùng người trong lòng chung sống một phòng. Tất cả những thứ này đều là ngay cả trong mộng cũng không dám chờ mong. Nhưng hắn không biết vì sao, trong lòng rất khó chịu, sau bất cứ cái gì thời điểm đều khó chịu. Hắn đem vòi sen điều thành tối mát độ ấm, thủ chống tường, nhường nước lạnh kêu ở trên người bản thân. Thủy kêu dục vọng, cũng che khuất gõ cửa thanh. Hắn ẩn ẩn nghe được động tĩnh, lung tung rút khăn tắm xoa xoa bản thân, bộ quần áo đi ra ngoài. Môn từ bên ngoài mở, chính xác ra là bị người phá khai hạ nam kinh nghi xem bên ngoài vài người các ngươi chu dư bạch ngạch gian sợi tóc bị hãng làm ướt mặt tẩm băng dường như hàng khí bức người hắn muốn tiến lên a à hạ chắn phía trước nam nam làm sao ngươi tại đây cũng không tiếp điện thoại kiều y đâu hạ nam tóc càng ẩm gáy kiên còn mang theo bọc nước một bộ vừa tắm rửa xong bộ dáng hắn còn chưa có đáp chu dư bạch một phen đẩy ra hắn đi nhanh đi đến tiếng vào. Hắn nhìn đến trên giường nằm nhân, ngũ tạng lục phủ đều ninh ở cùng một chỗ. Nàng ngủ rất trầm, động tĩnh lớn như vậy cũng chưa tỉnh. Chu Dư Bạch đi qua kêu nàng tên. Kiều Y. Không có phản ứng. Rất không thích hợp. Chu Dư Bạch lại hô vài tiếng, cúi xuống thắt lưng, khẩn trương vỗ vỗ mặt nàng. Kiều Y, Kiều Y, ngươi tỉnh tỉnh. Dường người trên có mỏng manh phản ứng, mơ mơ màng màng mở một điểm ánh mắt. Chu Dư Bạch lại vỗ vỗ nàng. Ngươi xem ta là ai? Kiều Y tầm mắt không hề tiêu điểm, rất nhanh mí mắt lại đạp kéo xuống. Nàng làn da rất trắng, gò má lại phím hồng. Không cẩn thận nhìn như là uống rượu sau vẻ say rượu, nhưng cách gần xem liền sẽ phát hiện trừ bỏ mặt, nàng cổ, cánh tay. Có thể lộ ra trên da đều nổi lên như vậy hồng bệnh sởi. Chu Dư Bạch để sát vào hỏi, ngươi kia không thoải mái sao kiều y hô hấp thật mỏng manh căn bản nói không xong nói đều phát hiện khác thường a hạ dùng sức lay hạ nam 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 rốt cuộc sao lại thế này nói chuyện với ngươi a kiều y như thế nào hạ nam chân đều là nhuyễn ta cũng không biết chỉ là uống lên chút rượu vừa rồi còn hảo hảo thủy mau lấy nước chu dư bạch nói nga trong phòng không có nấu nước, A Hạ tìm bình nước khoáng vạn mở cho hắn. Chu Dư Bạch đem Kiều Y nâng dậy đến, tưởng đút cho nàng. Nhưng là Kiều Y như là đoàn nhuyễn bông vải, Y ở trong lòng hắn tọa cũng chưa kính tọa, chớ nói chi là há mồm. Chu Dư Bạch đột nhiên đem cái chai hung hăng tạp đi ra ngoài, bình thân vỡ vụn, thủy bắn tung tuế nhất. Hắn một tay nắm ở Kiều Y lưng, một tay theo chân qua hạ xuyên qua, ngồi chỗ cuối đem nhân bế dậy. A à Hạ lúc trước còn cảm thấy không nhiều lắm sự, nhưng thấy Chu Dư Bạch biểu cảm cũng triệt để hoảng. Chu Dư Bạch lại liên phát hỏa đều không để ý tới, hắn ôm nhân chạy ra ngoài. Vài người sửng sốt hạ, mới đều chạy nhanh đuổi theo ra đi. Lữ điếm người phục vụ nghi hoặc lại sợ hãi, lôi kéo hạ nam không nhường đi, hỏi. Đây rốt cuộc sao lại thế này a? À, khi nữ hài ngươi mang theo đến thời điểm, không phải nói uống say sao. Hạ nam sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hắn trước đến hỏi ta có người hay không dùng tên Hạ Nam khai phòng, muốn ta mang theo đi lên, ta đương nhiên không thể. Nhưng là sau này cái kia nam nhân đến. Người phục vụ chỉ hoàng a hạ, lại đi ngoại chỉ, bộ dáng rất dọa người. Sao không ra các ngươi, ta trở về kia phòng tạp, hắn liền đem cửa dám phá khai. Các ngươi cũng không thể đi a, ta đây môn ai bồi. Hạ nam nhân lão đảo, đứng đều đứng không vững, từ trong ví tiền cầm tiền ra bên ngoài đổ. A à hạ ngươi kia còn có tiền sao cầm đều cho nàng làm cho ta chạy nhanh đi ta đi xem Kiều y làm cho ta trước xem xem nàng đã là đêm khuya trên đường chỉ có linh tinh xe chạy quá chu dư Bạch đánh không đến xe cũng không dám chờ ôm Kiều y ở trên đường chạy trong lòng hắn nhân rất nhẹ giống không có sức nặng liền là như thế này sóc nảy cũng im hơi lặng tiếng thật biết điều ngoan đến làm cho hắn sợ hãi lộ khẩu dưới tàn cây ngừng chiếc cũ nát xe taxi, trung niên lái xe mở một ngày công, mệt mỏi trừ điếu thuốc. Cửa sổ xe hoàn toàn hàng, hắn khuỷu tay áp ở khung cửa sổ thượng. Trong xe để cửu linh niên đại phát hành nhất thủ lão ca. Không cần lại nghỉ ngươi, không cần lại yêu ngươi. Nhưng thời gian lén lút cực nhanh, lao đi đôi ta nhớ lại. Đối với tên của ngươi, theo nay sẽ không lại nhắc tới. Không lại nhường bi thương, đem lòng ta chiếm cứ tiếng nhạc rất lớn tại đây trống trải ban đêm có vẻ tịch mịch lại buồn bã lái xe nhìn đến có người chạy qua bên này nhìn quanh ám dịp yên sư phụ đi gần đây bệnh viện chu dư bạch kéo mở cửa xe ông nhân ngồi vào đi thở phì phò mau đi mau đây là sư phụ nguyên vốn muốn hỏi rõ ràng nhưng nhìn đến hắn bộ dáng lại nhìn nhìn kiều y lập tức quay lại đi thắt dây an toàn ngồi ổn cái này đi xe ở trong đêm tối thêm tốc cũ kỹ lốp xe xóc nảy bóng đêm khởi phập phòng phục sư phụ muốn gần đây bệnh viện chu dư bạch thanh âm phát ra chiến hắn không nhớ rõ bản thân lên xe tiền có chưa từng nói qua câu này ôi yên tâm đi ta lộ thục lái xe nói xong đánh đem phương hướng phía trước có điều có thể siêu gần lộ tiểu đạo lộ không tốt hội ma lốp xe hắn bình thường không muốn đi xe cao thấp hoảng kiều y giật giật chu dư bạch ôm chặt nàng ôm thanh hỏi như thế nào kia khó chịu lập tức liền đến bệnh viện đừng sợ có thể là bởi vì chạy hoặc là xe chấn động kiều y đã tỉnh nhưng nàng nói không nên lời nói ý thức cũng mơ hồ nàng có thể thấy chu dư bạch hôn ám bên trong xe hắn cực kỳ giống mới gặp ngày đó nhưng hắn ở phát trung sao. Vẫn là đường này đồ rất sốc nảy. Kiều y mơ mơ màng màng không nghĩ ra được. Trong xe âm nhạc còn tại vang, nhưng giống không ai nghe được. Cũng hoặc là đều nghe được đi. Này ngắn ngủi lại gian nan thời gian, một phần một giây cắt ngực. Rốt cục đến bệnh viện khám gấp cửa. Chu dư bạch tay run đến lấy không ra bóp tiền. Lần sau cấp đi. Sư phụ nói, cấp cô nương gặp bác sĩ quan trọng hơn. Chu Dư Bạch gật gật đầu, còn nói. Cảm ơn. Ngươi không sao chứ. Sư phụ cảm thấy hắn này hoang mang lo sợ bộ dáng, khả năng căn bản không biết bản thân đang làm cái gì. Chu Dư Bạch vô tình tư ứng thanh, kéo mở cửa xe xuống xe, mất mạng dường như hướng bên trong chạy. Mặt sau đi theo xe taxi cũng ngừng, Hạ Nam cùng A Hạ cũng xuống xe, đi theo hướng bên trong chạy lần sau cấp đi. Sư phụ nói, cấp cô nương gặp bác sĩ quan trọng hơn. Chu Dư Bạch gật gật đầu, còn nói: "Cảm ơn. Ngươi không sao chứ?" Lái xe cảm thấy hắn này hoang mang lo sợ bộ dáng mới càng muốn nhìn. Chu Dư Bạch vô tình tư ứng thanh, kéo mở cửa xe xuống xe. Mặt sau đi theo xe taxi cũng ngừng, Hạ Nam cùng A Hạ xuống xe, đi theo hướng bên trong chạy. Lái xe thu hồi ánh mắt chuẩn bị rời đi, này mới phát hiện, bài hát đó luôn luôn đại âm lượng để, nó lại tuần hoàn đến kết thúc. Kiều Y bị đưa vào khám gấp, kiểm tra đến trị liệu kết thúc đã là trạng sáng. Khi nghe cái gọi là đồ uống chỉ là bề ngoài lớn lên giống đồ uống, thậm chí uống lên cũng cùng nước trái cây không khác, nhưng kỳ thực cùng số ghi rất cao, người thường uống một chút sẽ túy. Kiều Y không thắng rượu lực, bởi vì khác lại uống lên mau bán bình, rất nhanh liền túy không có ý thức loại rượu này phía trước ở nước ngoài mổ ta quán đêm bên trong, có tâm hoài bất quỷ nhân dùng để gạt người. Không kê đơn, nhưng uống lên người bình thường đều khiên không được, túy sau mê mang đi qua, người khác muốn làm cái gì cũng đều vô lực phản kháng. Kiều y tình huống không đơn giản là uống say, nàng còn đối bên trong thành phần nổi lên nghiêm trọng mẫn cảm phản ứng, không chỉ có nổi lên sưng đỏ, còn ra hiện cổ họng bệnh phù. Nếu không phải là kịp thời đem nàng đưa đến bệnh viện, Giờ hô hấp khó khăn kia hậu quả liền thiết tưởng không chịu nổi bước đầu trị liệu kết thúc bác sĩ cho nàng thua thượng dịch nói muốn nằm viện quan sát các ngươi ai là người nhà trong hành lang ba nam nhân toàn đứng lên nhưng ai đều không mở miệng bác sĩ hỏi không ai là người nhà nơi này không ai là người nhà của nàng trên thế giới này giống như cùng nàng có loại này có thể phụ trách quan hệ nhân vốn là không nhiều lắm trầm mặt vài giây, Chu Dư Bạch nói. Ta đến làm đi. Nàng miên dài lâu hạ đêm, từng phút từng giây đều là dùng truyền dịch trong chai tích lạc từng chút tính toán xuất ra. Chất lỏng thua đến thứ hai bình, kiều y tỉnh. Hạ Nam cúi đầu đứng ở trước mặt nàng, nước mắt đem sàn đều làm ướt. Hắn khóc không thành tiếng giảng buổi tối chuyện, bao gồm Chu Dư Bạch xuất hiện, sau đó hắn càng không ngừng cấp Kiều Y xin lỗi. Kiều Y đầu còn tại choáng váng, nhưng là ý thức đã thanh tĩnh nàng có thể nhớ tới một ít buổi tối chuyện có thể nhớ lại bản thân uống lên kia nghe đồ uống sau phát hiện bắt đầu choáng váng đầu sau sợ hãi tâm tình có thể nhớ lại tay chân không nghe lời bị hạ nam đỡ một ít tình cảnh thậm chí còn có thể nhớ tới một điểm về chu dư bạch hạ nam kiều y vừa ra tiếng cổ họng là tâm nàng dừng một chút nói ngươi không cần nói tiếp hạ nam không dám nói nữa hắn bỗng nhiên cho bản thân một cái tác kiều y nói cũng đừng đánh bản thân ta ta không biết nên làm cái gì bây giờ kiều y ngươi nói muốn ta làm như thế nào ta liền làm như thế nào ta có thể đi tự thú cũng có thể đi tử chỉ cần ngươi một câu nói ta làm gì đều có thể hạ nam lau mặt thượng lệ nhưng lại có tân chảy ra kiều y thực xin lỗi thật sự thực xin lỗi A Hạ nhìn không được, bả đầu nhéo đi qua. Kiều Y muốn nói cái gì, nhưng nàng trong bụng cuồn cuộn, trút châm, chạy đến toilet đem trong bụng gì đó đều phun ra. Hạ Nam ở bên ngoài nghe được, quỳ trên mặt đất cào khóc khóc lên. Chu Dư Bạch phải đi hỏi bệnh viện có hay không nữ hộ công, nhưng trở về mới vừa vào cửa thấy Kiều Y theo toilet xuất ra khó chịu bộ dáng. Hắn không nói hai lời đem trên đất Hạ Nam nâng lên, muốn hướng bên ngoài tha. A Hạ hoảng ngăn đón nói: "Đừng như vậy, Nam Nam muốn đi tự thú lời nói, hắn đời này cũng đừng làm luật sư." Lại nói Nam Nam cũng không tưởng thực làm cái gì a, à, Nam Nam ngươi nói đúng không là? Ngươi vì chính mình nói một tiếng. A hạ quay đầu tìm Kiều Y nói: "Chúng ta đồng học 4 năm, Hạ Nam làm người ngươi rõ ràng a, à, đừng nói chuyện này, chính là thương ngươi căng tóc hắn đều luyến tiếc. Liền các ngươi bộ cái kia cao." "Đúng, Cao Lâm." hắn có lần nói ngươi một câu khó nghe lời nói nam nam lúc đó liền cùng hắn đánh lên kém chút chịu xử phạt kiều y ôm bụng không biết là khó chịu còn là cái gì nguyên nhân nhanh mím chặt môi hốc mắt đỏ lên hầu bộ có thể nhìn đến ở phát trung nàng ở chu dư bạch mạnh mẽ liền muốn kéo nhân đi ra ngoài thời điểm nói quên đi chu dư bạch dừng lại kinh ngạc xem nàng kiều y nói ta nói quên đi nàng ít hầu đau đến khó chịu, nuốt nước miếng, còn nói. Không phát sinh cái gì. Chu Dư Bạch vẫn là không buông tay, Kiều Y ngửa đầu xem hắn. Chuyện của ta, ta nói quên đi. Trên mặt nàng làn da còn phát ra hồng, Giang Nang nói chuyện bộ dáng như là ở khẩn cầu, nhưng là đồng dạng kiên định. Chu Dư Bạch không biết bản thân là tâm tình, hắn nói. Hảo. Hạ Nam trơn tuột trên mặt đất. Chu Dư Bạch xem cũng chưa xem một cái, hắn đưa tay đi phù Kiều Y, ngươi đi về trước nằm xong. Kiều Y thân mình trốn về sau một chút, bản thân chậm rãi đi đến bên giường. Chu Dư Bạch đi đem bác sĩ gọi tới cấp Kiều Y một lần nữa trác thượng châm, làm thanh tỉnh sau kiểm tra. Chu Dư Bạch đối Hạ Nam xếp đặt phía dưới. Hạ Nam nói, A Hạ, ta đi mua điểm ăn, ngươi tại đây xem một chút Kiều Y. Hắn nói xong đi ra ngoài, Chu Dư Bạch cũng theo đi ra ngoài. Bệnh viện sau ngoài tường trong ngõ nhỏ, không có đăng, tối như mực. Hai nam nhân đứng, ánh trăng chiếu người ảnh thon dài, thiền tiếng kêu từng trận. Chu Dư Bạch thanh âm không mang theo cái gì độ ấm, hắn nói. Kiều Y có thể tha thứ ngươi, nhưng ta không thể. Hạ Nam không nói chuyện, hắn nhận. Tùy tiện hoàng thủ. Chu Dư Bạch nói xong, đi lên một cước đá vào của hắn bụng, Hạ Nam kêu rên, nhân té trên mặt đất, tưởng đi không đứng lên. Chu Dư Bạch thời thanh xuân thời điểm cũng đánh quá giá, chưa từng thua quá, cũng không yêu vô nghĩa. Hắn dẫn theo Hạ Nam cổ áo vớt lên, vẫy tay lại là một quyền. Hạ Nam trên mặt nóng bừng, miệng tất cả đều là rỉ sắc vị. Chu Dư Bạch lại đem hắn kéo đến, dưới ánh trăng Hạ Nam trên mặt phím thủy quan. Nam nhân gian có khi tỉnh táo tướng tiếc, Chu Dư Bạch biết Hạ Nam khóc không phải là bởi vì đã trúng đánh hắn chỉ vào bên cạnh tường đỏ, biết nơi đó là cái gì sao? ngừng thi phòng. chu dư bạch kháp của hắn cổ đánh vào trên tường, mặt tới gần hắn, ngoan nói, ta là hận không thể đem ngươi đưa vào đi, nhưng nàng muốn thả quá ngươi. chu dư bạch một quyền lại tấu đi lên, hắn tiếp đón hắn này vài cái, không hướng yếu hại thượng đánh, nhưng cũng không nhẹ. hạ nam toàn bộ quá trình kề bên, không có hoàng thủ. Thậm chí Hạ Nam cảm thấy như vậy tốt lắm, ít nhất hắn tài cán vì bản thân phạm hạ lỗi trả giá chút gì. Hắn đứng không nổi, ngồi ở trên đất. Chu Dư Bạch thủ chống đỡ đầu gối, trên cao nhìn xuống xem hắn. "Nghe hảo, kiều y cổ họng muốn bị hủy, việc này hai ta sẽ không hoàn." Hạ Nam sợ run một chút, lời này trong có cái gì từ làm cho hắn khó chịu, hắn cứng rắn chống một hơi phản bác nói: muốn không để yên cũng là nàng theo ta không để yên, ngươi tính của nàng ai, có cái gì lập trường?" Chu Dư Bạch cười khẽ. "Ta xem như ai cũng thờ ơ, Hạ Nam ngươi đến bây giờ còn chưa có hiểu chưa, ngươi không nên như vậy thương hại nàng, ngươi bộ đều mang đi, đừng nói bản thân không nghĩ tới." Hạ Nam trầm mặt. Bỗng nhiên, hắn cười rộ lên. "Ngươi nói ta không nên thương nàng, lời này dĩ nhiên là theo ngươi miệng nói ra." theo một cái thương hại nàng sâu nhất nhân miệng nói ra, không biết là hoang đường sao. Chu Dư Bạch biểu cảm nghiêm túc. Hạ Nam lão đảo đứng lên, lau đem khóe miệng huyết. Chu, Dư, Bạch. Hắn một chữ một chút, sớm nghe qua ngươi đại danh, ta là phạm vào đại sai, vậy ngươi nhường kiều y thương tâm thành như vậy lại tính cái gì? Chu Dư Bạch con ngươi đen hiếp lại. Hạ Nam nói. Nàng vì ngươi, rạng sáng ngồi ở trên sân thể dục thương tâm lại tính cái gì? Chu Dư Bạch không nhớ rõ có chuyện này, hắn thủ dùng xong lực đạo đè lại hạ nam bả vai, hỏi. Khi nào thì? Ngươi đương nhiên không nhớ rõ. Hạ nam nắm quyền, nghĩ đến bản thân phát hiện kiều y một mình một người ngồi ở rạng sáng trên sân thể dục ngẩn người. Nghĩ đến việc khác sau mới biết được ngày đó là nàng vừa cùng Chu Dư Bạch chia tay, trong lòng hắn bây giờ còn đau đến quất thẳng tới. Hạ Nam cắn răng, hướng tới Chu Dư Bạch bụng đến đây một quyền. Hắn mỗi ngày đều có vận động, này quyền rất nặng. Chu Dư Bạch hừ cũng chưa hừ, thủ áp ở bụng thở một hơi, vẫn là hỏi. Khi nào thì? Hạ Nam nuốt khẩu trong miệng huyết bọt nói. Hai người chia tay ngày thứ hai. Trong ngõ nhỏ phong, thật vất vả mang đến mùa hạ lý khó được mát. Chu Dư Bạch giống như lầm bầm lầu bầu. Có sao? Hạ Nam nói ngươi không tin liền tính chu dư bạch không phải không tính là nghĩ không ra chia tay thời điểm hắn rõ ràng làm cho nàng chờ hắn nhưng nàng không đồng ý nàng đem nhẫn trả lại cho hắn lập tức liền cùng khác nam sinh ở cùng nhau hắn tận mắt thấy nàng cùng hạ nam cùng đi thư viện đi học chung hắn xem nàng ngồi ở hạ nam xe đạp mặt sau theo bản thân trước mặt trời đi hắn lúc đó còn đang suy nghĩ tiểu cô nương thật là không dài tâm a à chu dư bạch cũng không phải không nghĩ tới kiều y là vì giận hắn nhưng là đương thời tình huống rất hỗn loạn rất nhiều đều không để ý tới nghĩ lại phong lớn cuốn lá cây thổi rơi xuống chu dư bạch trên người hãng cũng đem lạc định bụi bặm thổi bay chu dư bạch giật mình gian nhớ tới năm ấy chuyện hắn trở về chạy hắn muốn đi xác nhận cái gì lại không rõ ràng cụ thể là cái gì kiều y phòng bệnh còn đèn sáng chu dư bạch ở dưới lầu nghỉ chân ngửa đầu nhìn của hắn do dự cho người khác nhanh chân đến trước cơ hội đồng dạng ở giờ khắc này khống chế không được muốn gặp đến kiều y còn có hạ nam yên tĩnh phòng bệnh mềm mại nhân nằm ở trên giường hạ nam thật chật vật thật xấu hổ nhưng là ứng làm cho này dạng hắn tại giờ phút này không còn có cái gì có thể ngụy trang gì đó tác giả có chuyện muốn nói ca là ngũ bách lãng nhân tình ca phát hành cho năm 1994. Chương này tán gẫu một lát hạ nam. Các ngươi có hay không đến trường thời điểm gặp được cái loại này nhân phẩm học vấn đều ưu tú, lượt có chút béo, nhưng kỳ thực ngũ quan đoan chính, gầy cũng rất soái nam sinh. Hạ Nam đại khái ngang giá trị cứ như vậy. Tính cách làm người đi, nếu không việc này, ta có thể cho hắn đánh 99 phân, kia một phần là hắn rất cằn nhằn. Nhưng hiện tại chuyện này đi nói như thế nào ta dù sao không có khả năng khen hắn cũng một điểm đều không duy trì hắn bất quá hy vọng đại gia chú ý tới một cái chi tiết ta không phải là cho hắn tẩy ta chỉ là hy vọng đại gia chú ý hắn tắm rửa thời điểm đem thủy điều thành nước lạnh làm nói ta ngày mai sang Cảm tạ ở 2020 05 06 23 12 09 2020 05 08 20 51 01 thời kỳ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Đoạt no kế hoạch 10 bình, một viên dừa một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối của ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 54 Không ăn thảo Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com kiều y ngươi làm cho ta làm cái gì đều có thể hoặc là vài năm không thấy ta cũng đi ta đều chờ ta là hồ đồ nhưng có chuyện chưa từng ở trong lòng ta thay đổi quá ta thật sự thật thích ngươi những lời này đối với người khác tới nói khả năng rất đơn giản nhưng hạ nam cũng là cổ chừng rất lớn dũng khí hơi hơi diêu khởi đầu giường kiều y nằm ngửa dựa vào ở phía trên nàng thân thể vẫn là rất khó chịu nhưng là mãnh liệt nôn mửa làm cho nàng đầu óc vô cùng thanh tĩnh tại đây loại ban đêm thanh tĩnh là kiện thật tàn khốc chuyện hạ nam ta không phải đã nói quên đi sao kiều y thanh âm rất nhẹ chỉ cần nàng mở miệng hạ nam liền cẩn thận nghe sợ bỏ lỡ một cái âm ta không phải là có thể coi là hạ nam cảm thấy thật không mặt mũi hắn nói ta nghĩ muốn ngươi tha thứ ta quên đi hai chữ chỉ có thể cho thấy Kiều Y sẽ không đi so đo chuyện này, nhưng Hạ Nam yên lặng thích nàng 4 năm, hắn biết, chuyện này đối với cho nàng mà nói không phải là tha thứ. Kiều Y tóc tản ra, màu đen sợi tóc mềm mại nhẵn nhụi, giống hải tảo phi ở đầu mặt sau. Của nàng ngực hơi hơi phập phồng, ngay cả hô hấp đều giống nàng người này. Bé bỏng lại yếu ớt. Luôn là bị để ở trong bóng tối, luôn là vô sinh lợi lại cứng cỏi còn sống. Nàng không nói chuyện, bởi vì nàng không muốn nói dối. Kiều Y, ta không bức ngươi, ta chỉ cầu ngươi tha thứ ta, xem xem ta. Ta theo vừa rồi đại nhất nhìn thấy ngươi, liền thích ngươi. Tìm cơ hội vụng trộn nhìn ngươi, chú ý của ngươi hết thảy, nhưng ta ngay cả một câu nói cũng không dám với ngươi giảng, nhặt tóc ngươi thằng ta cũng không dám giáp mặt còn. Ngươi biết không, ta đầy đủ hạ một năm quyết tâm mới cho ngươi viết thông báo tính, liền là như thế này ta cũng không dám lưu lại tên của bản thân hạ nam nói chuyện khi xả đến trên mặt miệng vết thương đau đến thở gấp hảo mấy hơi thở hắn nói ngươi xem ta liền xem ta một lần được không được kiều y sườn gật đầu bình tĩnh xem hắn hạ nam có chút á khẩu không trả lời được không phải là loại này xem kiều y khe khẽ thở dài như vậy làm cho người ta lưu luyến vườn trường thời gian bên trong nàng đâu chỉ xem qua hắn, nàng còn giúp hắn ở thư viện chiếm quá chỗ ngồi, còn tại đồng học trước mặt khích lệ quá của hắn làm người. Nàng là coi hắn là bằng hữu. Kiều Y chậm rãi nói. Ngươi đi Thượng Hải công tác đi. Hạ Nam sửng sốt một chút, trăm mối cảm xúc ngổn ngang trong lòng dân lên một tia kỳ vọng. Ngươi là hiện tại không muốn gặp ta, làm cho ta quá hai năm, chờ ngươi tha thứ ta rồi trở về tìm ngươi sao? Kiều Y nói không phải là, ta là không muốn để cho ngươi vì ta lưu lại. Của nàng thái độ đặc tại này, thật sáng tỏ, nàng không muốn sẽ cùng Hạ Nam có bất cứ cái gì liên quan. Một đêm dãy dụa, sám hối, cho đến khi chờ mong thất bại, Hạ Nam khó chịu nhất là Kiều Y không muốn tha thứ hắn. Hắn đầu gối đụng trên mặt đất, quỳ gối Kiều Y trước mặt, thì thào nhớ kỹ. Vì sao? Vì sao? Này hành động nhường Kiều Y trống trải vị lại dảo lên. Hạ Nam đột nhiên ngẩng đầu, không cam lòng hỏi. Ngươi tha thứ hắn sao? Kiều Y ánh mắt rồi đột nhiên dừng lại. Hạ Nam nói. Ngươi tha thứ Chu Dư Bạch sao? Phòng bệnh đèn chân không, chiếu người càng thêm tái nhật. Kiều Y nắm chặt nắm tay, ít hầu chỗ phát ra đẩu. Nàng nói. Ta không ghi hận quá hắn. Khi tại sao tha thứ? Ta không tin. Hai người chia tay kia đoạn thời gian, ta luôn luôn xem của ngươi. Kiều Y dùng sức nuốt nước miếng, ngay cả môi đều run run đứng lên. Hạ Nam lắc lắc đầu. Ta chỉ là lúc này đây hồ đồ, nhưng hắn bị thương ngươi lâu như vậy. Nàng hung hăng khắp bản thân lòng bàn tay, đánh gãy Hạ Nam lời nói. Nhưng hắn chưa từng có bắt buộc quá ta. Hạ Nam bị này một tiếng dọa trụ. Kiều Y hốc mắt rất ho, nhưng không có rơi lệ. Hắn là lợi dụng ta nhưng ta cùng với hắn là ta tự nguyện là vì ta thật sự thật thích hắn tưởng cùng hắn cả đời ở cùng nhau cho nên ta không hận hắn ta khi đó chỉ là kiều y ngón tay trạc trạc trái tim vị trí nói chỉ là nơi này rất đau nàng nói nàng thật thích hắn muốn cả đời ở cùng nhau nàng nói nàng rất đau yên tĩnh hành lang lãnh bạch ánh sáng giống thời gian nứt ra khe cửa chu dư bạch thủ khoát lên môn đem thượng hắn không khí lực mở cửa cũng không dũng khí bước vào đi cái loại này mềm mại nữ hài năm đó dùng xong đối bản thân tàn nhẫn lại quyết tuyệt phương thức chặt đứt hai con người cảm tình hắn cho rằng đó là tiểu hài tử không dài tâm lại không biết nàng kia trái tim bị hắn bị thương vỡ nát chu dư bạch toàn bộ lưng đều là hàng hắn lui về sau vài bước cơ hồ đứng không vững hắn đi xuống lầu ra bệnh viện dọc theo đường cái miên mang đi hân trường thân ảnh trác ở cô đơn trong bóng đêm. Nghĩ lời của nàng, cùng nàng ẩn nhẫn biểu cảm. Không biết đi rồi bao lâu, hắn nghe được có đường quá xe taxi hướng hắn minh địch. Chu Dư Bạch nâng tay ngăn lại. Hắn báo địa chỉ, xe taxi chở hắn ở đài truyền hình bên cạnh dụ viên điếm tiền dừng lại. Lái xe hảo tâm nhắc nhở. Ngươi muốn ở trong này xuống xe. Này phụ cận cũng không có khu dân cư. Chu Dư Bạch gật gật đầu ta tới nơi này mua này nọ. Chung quanh không có một cửa hàng mở cửa, lái xe cảm thấy hắn có thể là có chút ngốc, cũng không nói cái gì, lái xe nên ngang mà đi. Chu Dư Bạch ngồi ở lộ nha bên cạnh trên băng đá, hắn không quan tâm người khác thấy thế nào hắn, như vậy vô miên đêm, hai năm rưỡi trước tiền hắn cũng chịu đựng quá, nhưng cho tới bây giờ không giống đêm nay giống nhau. Bồn hoa lý tiểu mèo hoang chuồng ra đến, lại lưu đi vào. Thời gian lặng lặng chảy xuôi, bầu trời nổi lên mặt trời, lại có bảo vệ công kéo đại tảo đem xuất ra quét rác, thiện ý đối hắn cười cười. Dụ viên điếm một cái nhân viên cửa hàng tới mở cửa, Chu Dư Bạch đứng dậy đi tới. Hắn trong mắt che kính tơ máu, nhưng bộ dạng vẫn là phát triển, nhân viên cửa hàng nghi hoặc hỏi. Ngươi là? Chu Dư Bạch nói. Đến mua phân dụ viên. Nhân viên cửa hàng kinh ngạc nhìn nhìn thời gian. Tiên sinh, hiện tại là 7 giờ A không có khách hàng hội sáng sớm đến ăn dụ viên. Chu Dư Bạch hỏi. Hiện tại có thể làm sao? Không được, chúng ta thông thường 9 giờ rưỡi mới bắt đầu buôn bán. Khi có thể phiền toái ngươi làm một phần sao? Ta. Ta gia tiểu bằng hữu thích ăn. Nhân viên cửa hàng cảm thán hắn làm sao lại tráng niên tảo hôn, nhưng lại cảm thấy nam nhân sớm tinh mơ chạy đến cấp đứa nhỏ mua đồ ăn, cũng là hiếm thấy. Suy nghĩ một chút, nói. Vào đi, ta trước cho ngươi nấu một phần." Nhân viên cửa hàng mở cửa, lại đi đem thiết bị mở ra, nói: "Tiên sinh, ngươi xem muốn cái loại này." Chu Dư Bạch không biết còn có nhiều như vậy thuộc loại, hỏi: "Tiểu cô nương thích nhất cái loại này." "Nữ nhi a." Nhân viên cửa hàng khoa nói, "Nữ nhi tùy cha, bộ dạng xinh đẹp." Chu Dư Bạch: "Chúng ta nơi này dụ viên là chủ liêu, còn có thể thêm tiên thảo, đậu đỏ." khoai sọ, ý nhân. Này đó phối liệu. Chu Dư Bạch nói. Mỗi loại đều phải. Nhân viên cửa hàng. Thêm này đó muốn khác tính tiền. Hảo. Chu Dư Bạch còn nói. Muốn nóng. Nhân viên cửa hàng nấu dụ viên, ngại trong tiệm rất tỉnh mở ra quầy thượng tiểu loa. Bên trong nhớ tới trữ tình luận điệu cũ trích điều. Không cần lại nghĩ ngươi, không cần lại yêu ngươi nhưng thời gian lén lút cực nhanh lau đi đôi ta nhớ lại chu dư bạch luôn cảm thấy ở đâu nghe qua lại nghĩ không ra nhân viên cửa hàng quấy nồi làm nàng đi theo ngâm nga nói ta sẽ lau đi ta không cẩn thận nhỏ xuống nước mắt còn có thể làm bộ như hết thảy đều thờ ơ đem ngươi cùng ta tình yêu toàn bộ khô vỡ khi chu dư bạch nhớ tới bản thân ở đâu nghe qua ngày hôm qua chở bọn họ đi bệnh viện trên taxi cũng thả nó thế nào đều đang nghe như vậy lão ca hắn nhíu mày nói thầm nhân viên cửa hàng nói rất êm tai a à, từ khúc cùng ca từ đều rất có hương vị chu dư bạch thuận miệng phải không nhân viên cửa hàng dùng sức gật đầu ca cuối cùng còn có đoạn độc thoại đâu như bây giờ hình thức rất hiếm thấy chu dư bạch chưa từng nghe qua cũng không chỗ nào nhân viên cửa hàng thấy hắn mặt mang mỏi mệt cười hỏi Ngươi nên sẽ không sớm đã tới rồi, luôn luôn tại chờ chúng ta mở cửa đi. Chu Dư Bạch cười cười, từ chối cho ý kiến. của hắn mặt mày bộ dạng đẹp mắt, cười thật liêu nhân. Nhân viên cửa hàng qua, thanh, nói: Ngươi đối với ngươi gia tiểu hài tử thật tốt. Chu Dư Bạch buông xuống mâu, kỳ thực là lần đầu tiên cho nàng mua. Đồ ăn nồng đậm hương khí mang theo nhân gian yên hỏa khí, nhân viên cửa hàng ý cười không giảm không quan hệ về sau thường cho nàng mua là được chu dư bạch hảo khi lão ca phóng tới cuối cùng nhân viên cửa hàng chính đựng nấu tốt dụ viên lại đem phối liệu bỏ vào đi bao hảo ca sĩ thật đặc biệt tiếng nói nhớ kỹ ta nghĩ tới một cái quên ôm nhu ngươi phương pháp ta không cần lại nghĩ ngươi không cần lại yêu ngươi sẽ không lại nhắc tới ngươi của ta sinh mệnh không từng có ngươi chu dư bạch tiếp nhận gói to không lắm để ý cố tự nói thật là có lời bột bạch hắn đánh lên xe về tới bệnh viện nữ hộ công đã đến chu dư bạch cùng hắn đánh tiếp đón lại giao đãi vài câu kiều y không ngủ mấy mấy giờ nhưng bởi vì đồng hồ sinh học đã tỉnh nàng vừa rửa mặt xong trên người hồng chẩn không đi xuống mặt cũng có rất nhỏ thủng hai người đối diện đều có nói không nên lời xấu hổ Kiều Y trước đã mở miệng. Ta làm cho hắn lưỡng đi về trước, trường học hôm nay muốn làm rất nhiều thủ tục. Nàng nghĩ nghĩ còn nói. Cám ơn ngươi. Chu Dư Bạch xem nàng xa lạ lại khách khí bộ dáng, không biết bản thân là cái gì tư vị, hắn đem dẫn theo gói to mở ra, theo bên trong xuất ra còn ấm áp dụ viên, đưa cho nàng. Bác sĩ nói không có thể ăn cây độc, ta liền cho ngươi mua này. Hộ công kỳ thực chuẩn bị cháo, kiều y không khẩu vị, còn chưa có động nàng nâng dụ viên nhìn nhìn chu dư bạch cũng xem nàng kiều y cảm thấy bản thân phải nói chút gì cảm ơn chu dư bạch tân thanh đi toilet đơn giản tẩy sạch rửa mặt hắn di động luôn luôn vang là bùi vực đánh tới điện thoại hôm nay trong tập đoàn có cái rất trọng yếu hội muốn trước tiên đi nhưng là lái xe đến nhà trọ dưới lầu đợi nửa ngày cũng không thấy chu dư bạch xuất ra lái xe sợ hắn đang ngủ không dám đánh nhiễu liền đánh cho bùi vực chu dư bạch một bên tiếp điện thoại vừa đi đến kiều y trước mặt ngồi xuống hắn rửa mặt khi làm ướt ngạch gian tóc sợi tóc cuối có bọt nước dọc theo hàm dưới chảy tới hầu kết thượng ân ta tối hôm qua không ở nhà trọ trụ hắn giảng điện thoại thoáng nhìn kiều y chưa ăn nâng nâng mi vành mắt ăn a à. điện thoại bên kia không biết nói gì đó chu dư bạch nói không phải là cho ngươi ăn. Ta ở bệnh viện. Không phải là ta sinh bệnh, ngươi mang theo sạch sẽ quần áo đến bệnh viện tiếp ta. Chu Dư Bạch xem trên cổ tay biểu, nhanh chút tới kịp. Kiều Y dựng thẳng lỗ tai, nghiêng đầu nghe, bộ dáng có chút ngốc hồ hồ. Chu Dư Bạch treo điện thoại, ngẩng đầu nhìn thấy nàng dáng vẻ ấy, theo bản năng nâng tay tưởng quát nàng chắp mũi, thủ còn chưa có đụng tới, Kiều Y liền cảnh giác né tránh. Sau đó hai người khô cằn xem đối phương. Ngươi có việc phải đi vội đi. Kiều Y nhanh chóng nói xong, quay đầu ngồi thẳng. Lại bổ sung, nằm viện phí cùng hộ công phí ta sau cho ngươi. Chu Dư Bạch có chút bất đắc dĩ, nói. Hảo, hộ công mỗi ngày tiền lương nhất vạn. Kiều Y hít vào một hơi, cảm giác so tối hôm qua còn hô hấp khó khăn. Hộ công cũng đổ hít một hơi, xem bên này. Chu Dư Bạch chậm rãi, nói sai nói sai rồi hộ công thất vọng tiếp tục chỉnh này nọ kiều y nhịn không được liếc trắng mắt làm sao có thể có loại này nói sai hắn rõ ràng chính là cố ý dọa của nàng nghĩ đến đây kiều y thanh hoàng trả đau cổ họng nói hạ nam trên mặt thương có phải là ngươi đánh chu dư bạch sắc mặt trầm trầm kiều y giật nhẹ khóe miệng ngươi trường học bên kia ta sẽ làm cho người ta giúp ngươi làm thủ tục bệnh viện còn muốn lại quan sát hai ngày, ngươi liền tại đây đợi, đừng chạy loạn, thiếu cái gì ta làm cho người ta cho ngươi mua, trước đem thân thể dưỡng hảo, khác sau đó mới nói. Chu Dư Bạch ngón tay ở mặt nàng tiền ngoéo một cái, ân. Hắn thanh âm là thật dễ nghe, này hai năm ngây ngô lui tẩn, lưu lại đều là thành thục gợi cảm. Kiều y tầm mắt tà đi qua. Ngươi không cần phải xen vào ta. Chu Dư Bạch toàn làm không nghe thấy, tiếp tục nói lão ngôn vậy ngươi lại lo lắng lo lắng, hắn phòng làm việc không lớn, nhưng hiện tại phát triển tốt lắm, có rất lớn hơn lên không gian. Kiều y không hé răng. Đều phải tốt nghiệp, thuộc kinh thuộc trọng bản thân suy nghĩ. Chu dư bạch ngữ khí ý vị thâm trường, vì người khác buông tha cho giấc mộng, không đáng giá làm. Khi người khác có thể có ai? Hắn đem lời nói đến này, Kiều Y không đi vì hắn không đi. Giống như cùng trong lòng nhiều nhớ thương hắn quả nhiên này năm tuổi không phải là bạch đại lộ số là nhiều kiều y trong lòng loạn thất bát tao nghĩ chính là nghẹn không nói chuyện chu dư bạch nhìn nàng một lát bất mãn dường như chật thanh dụ viên không thể ăn sao kiều y lắc đầu ánh mặt trời theo cửa sổ chiếu tiến vào đây là mới tin một ngày chu dư bạch cánh tay hoàng ở trước ngực nói ta đây mua cho ngươi làm sao ngươi chẳng như vậy cười Kiều y mờ mịt lại mặt danh kỳ diệu, loại nào cười. Chu Dư Bạch không mặn không nhạt nói. Chính là Hạ Nam mua cho ngươi khi, như vậy cười. Kiều y căn bản không nhớ rõ Hạ Nam cho nàng mua khi, nàng có cười quá. Càng buồn bực liền tính nở nụ cười, Chu Dư Bạch làm sao mà biết. Trong đầu nàng cân nhắc, càng ngày càng cảm thấy không thích hợp. Lại là an bày công tác, lại là đưa bệnh viện, hiện tại lại mua dụ viên cho nàng. Kiều Y chậm rãi xoay người, nâng hắn mua dụ viên, hiếp mắt cười. Chu Dư Bạch rửa mặt, hoặc nhìn lại khôi phục tinh thần, hắn trao cho mày. Kiều Y, Chu Tổng. Ta không phải là ngươi lão bản. Chu Dư Bạch miễn cưỡng. Kiều Y, Chu Dư Bạch. Chu Dư Bạch. Kiều Y nhìn nhìn bên cạnh hộ công, đối Chu Dư Bạch vẫy vẫy tay. Này tiểu nha đầu nhịn không được hắn liêu, từ trước liền là như thế này hắn cười khẽ thân mình tham gần. Kiều y lần này cũng không lại trốn, như là sợ người nghe được, nàng thủ che miệng tiến đến hắn bên tai. Chu dư bạch loan môi, trong lòng cùng có lông chim gãi dường như, ngữ khí trở nên thật ôn nhu. Ngoan, như thế nào? Kiều y nói nhỏ. Chu dư bạch. Trong nhà ngươi nhân gần nhất có phải là lại bức ngươi theo ta tỷ tỷ đám hỏi? Khi ngữ khí bảy phần nghiêm cẩn, ba phần xinh đẹp chu dư bạch tươi cười ngưng trụ bản thân trác đi ra ngoài đau hiện thời lại trác trong lòng là cái gì tư vị hắn xem như minh bạch tác giả có chuyện muốn nói chu dư bạch ngoan không phải như thế ngươi nghe ta giải thích kiều y quai cảnh sát thúc thúc này có cái muốn chạy trốn hôn thỉnh đem hắn trảo trở về Tiểu hài tử sau khi lớn lên liêu bất động nàng dâu tư duy khác hẳn với thường nhân ở tuyến trực tiếp bá tổng gian nan truy thê đường cảm tạ ở 2020-05-08-20-51-01-2020-05-09-22-30-21 thời kỳ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. A hứa một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối của ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 55 không ăn thảo bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com chu dư bạch thân mình sau này tựa lưng vào ghế ngồi kiều y nhanh chóng chăm chú nhìn hộ công còn nói vậy ngươi đừng tìm ta ta hiện tại không có gì dùng ngươi nếu muốn chạy trốn hôn ta giúp ngươi tưởng cái biện pháp toàn làm tạ ngươi đem ta đưa đến bệnh viện nàng vẫy tay chu dư bạch giống dính ở trên chỗ tựa lưng vẫn không nhúc nhích bộ mặt biểu cảm cũng không phải tốt lắm, một bộ khó diễn tả bằng lời bộ dáng. Kiều y thiện giải nhân ý dịch chuyển về phía trước chuyển, thân mình về phía trước đè thấp. Chu dư bạch. Ngồi ổn. Ta sợ bị nghe thấy. Kiều y khí thanh nói, ngươi đi lại. Nàng thanh âm nho nhỏ, giống chỉ nơm nớp lo sợ lại nhìn không được dở trò xấu con mèo nhỏ. Chu dư bạch trúng tà dường như lại đi tiền. Kiều y nghiêng đầu nói, Ngươi nói với bọn họ ngươi có bệnh không tiện nói ra, ta tỷ tỷ gia khẳng định chủ động hối hôn. Chu Dư Bạch trên mặt cái gì biểu cảm đều không có, chính xác ra là nghe xong lời của nàng, hoàn toàn cương ở tại nơi đó. Kiều Y rút về đi một điểm, cùng Chu Dư Bạch tầm mắt đối trụ, cho rằng hắn là không có nghe biết, lại làm khẩu hình bổ sung. Nam tính bệnh không tiện nói ra. Chu Dư Bạch tâm tình quá khó khăn lấy hình dung, hắn nhìn nàng một lát, nói, cảm ơn ngươi. Kiều Y nói, không có việc gì, không khách khí. Nàng ngồi trở lại đi, nâng dụ viên lại dảo lại trạc, cuối cùng một mụn không nhúc nhích, đặt ở trên tủ đầu giường. Chu Dư Bạch cũng ngồi, một tay khoác lên trên lưng ghế dựa, sau một lúc lâu thở dài. Rất nhẹ, Kiều Y ngay cả đầu cũng chưa dời qua đến liếc hắn một cái. Một lát hắn lại hít khẩu. Tháng đến thứ sáu khẩu thời điểm, bùi vực đến đây lão bản ngươi bùi vực thấy trên giường bệnh kiều y dừng một chút hắn nội tâm một trận cuồn cuộn nhưng trên mặt vô ba vô lan lễ phép theo kiều y chào hỏi kiều tiểu thư nhĩ hảo bùi vực diện mạo sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái phía trước vài lần tiếp xúc cũng đều làm cho người ta thoải mái kiều y chống đỡ đứng dậy cười nói nhĩ hảo bùi vực là vô cùng lo lắng tới rồi tập đoàn còn có một đống sự đem trong tay dẫn theo gói to cấp chu dư bạch, nói. Lão bản, đây là ngài phải thay đổi quần áo, trong xe bị ta trực tiếp mang lên, ta còn tưởng rằng là ngài bị bệnh đâu. Chu dư bạch tiếp nhận gói to, đứng dậy, nghẹn nửa ngày khí trong lòng cũng có chút hỏa. Ta có hay không bệnh, hắn chỉ vào kiều y, ngươi hỏi nàng. Dứt lời cầm gói to đi toilet. Bên ngoài nhất thời tỉnh. Cũng không rất thuộc, cũng liền không có gì nói bùi vực hoảng không khí, theo vừa rồi Chu Dư Bạch lời nói hỏi. Kiều tiểu thư, chúng ta lão bản thực sinh bệnh. Kiều y biết Chu Dư Bạch vừa kia nói chính là cố ý ở tao nàng. Nàng cười cười. Bảo ta Kiều y là được. Bùi vực biết nàng không nghĩ giảng, thiện giải nhân ý không lại hỏi, nói. Hảo. Kiều y, phía trước nghe ngươi tên, liền cảm thấy thật đặc biệt, là thủ đi nha học ngữ tí tứ sao. Kiều Y gật đầu. Chính là ý tứ này. Ngươi học phát thanh, này thật sự là người cũng như tên. Bùi vực tính cách hiền hòa, tán gẫu cũng tự nhiên, có thể dẫn ngươi đi xuống giảng. Kiều Y nói. Cũng không có, kỳ thực ta học nói rất trễ. Rất trễ sao? Ân, ừ, hai tuổi hơn đều sẽ không nói chuyện. Là một câu đều sẽ không giảng sao? Không sai biệt lắm. Qua vậy ngươi tính tình thật đúng chậm khẳng định đem trong nhà nhân vội muốn chết chu dư bạch theo toilet xuất ra liền thấy bùi vực ngồi ở hắn vừa rồi ghế tựa cùng kiều y nói nói cười cười hắn nhìn vài giây lạnh mặt đi qua bùi vực không chú ý tới hắn có quan hệ trực tiếp hoa liền đài truyền hình cái kia lâu ta thật sự là tiếng một lần choáng ván một lần mấy lối ra đều dài hơn quá giống có khác nhau ta cho ngươi vẽ tranh kiều y ra giường trống trổng chỗ, dùng ngón tay ở phía trên đốt, bắt khẩu nơi này có. Bùi trợ. Chu Dư Bạch thanh âm đánh gãy hai người. Ân. Bùi vực ngẩng đầu, gặp Chu Dư Bạch đổi cái quần áo, đổi được yêu thích thượng cùng dáng tầng xương giống nhau. Chu Dư Bạch. Đừng nói với nàng. Bùi vực. Chu Dư Bạch cầm khẽ nhất, một bộ ta tức chân lý bộ dáng, nói. Nàng cổ họng không thoải mái nói hỏng rồi ngươi phụ trách. Bùi vực tầm mắt từ trên mặt hắn, chuyển qua kiều y trên mặt, lại di trở về, trong mắt vòng vo chuyển, lễ phép nói. Kiều tiểu thư, ngượng ngùng, đã quên ngươi bệnh. Kiều y động động môi, vừa muốn mở miệng, chu dư bạch nói. Đi thôi. Bùi vực đứng dậy theo. Chu dư bạch đi rồi hai bước lại trở về, chỉ vào dụ viên. Thế nào không ăn? Kiều y phình miệng ăn không vô chu dư bạch dẫn theo nhìn nhìn Mát cũng đừng ăn ngươi ở trong này ngoan ngoãn đợi bận hết ta liền đến xem hai người rời đi kiều y luôn cảm thấy làm sao không thích hợp hộ công lập tức lại gần thu thập này nọ hỏi cô nương chu tiên sinh là gì của ngươi a à? kiều y ân ừ. nàng không biết nên nói như thế nào hai người quan hệ nghĩ đến phía trước chu dư bạch nói nàng là trong nhà vãn bối tiểu hài tử vì thế nói một vị trưởng bối hộ công tạp đi miệng trách không được quản ngươi nhiều như vậy vui ngươi nói câu cũng không nhường nói hộ công chính hắn một cái vẻ cùng ngươi nói chu dư bạch chân trước rời đi kiều y tìm đến bác sĩ muốn xuất viện bác sĩ khởi điểm không nhường nhưng nàng nói trường học có rất nhiều chuyện thật sự không có biện pháp trì hoãn cũng không phải là không thể được xuất viện nhưng ngươi sau khi trở về muốn đúng hạn uống thuốc còn muốn lưu tâm quan sát thân thể tình huống nhất có không thoải mái liền muốn trước tiên đến bác sĩ cấp mở ra dược nói đừng làm cho trong nhà ngươi nhân lo lắng gia nhân này xưng hô đối với Kiều y đến giảng có chút xa lạ thấy nàng thất thần bác sĩ nói chính là ngày hôm qua ông ngươi đến khám gấp nha ý thức được cái gì bác sĩ nói là người bạn trai đi. Kiều y nhất thời vô pháp giải thích. Bác sĩ cũng không lưu ý, tiếp tục cho nàng giảng xuất viện sau chú ý hạng mục công việc. Ngươi là cùng mẫn cảm, về sau uống rượu phải chú ý, nhất là uống rượu đồng thời không cần ăn bậy dược, giống này đó đều không thể, ăn sẽ có nguy hiểm. Kiều y nghiêm cẩn nghe, nhớ xuống dưới. Ngày hôm qua Chu Dư Bạch là theo nàng trong bao tìm được chứng minh thư, làm nằm viện thủ tục, nhưng phí dụng là hắn trước. Kiều Y đi lui khoảng, phát hiện hắn tối hôm qua dự chức 5 ngàn, nửa giờ trước lại trước mất nhất vạn. Nàng đem thừa lại lui xuất ra. Theo bệnh viện đến trường học, Kiều Y đánh chiếc xe. Nàng trừ bỏ đầu có chút đau, chân vẫn là như nhũng ra, thân thể cảm giác tốt hơn nhiều. Nàng tới trước trong viện chuẩn bị làm cách giáo một ít thủ tục, kết quả nghe nói tay nàng tục đã có học tỷ giúp đỡ làm. Nàng tìm được vị kia học tỷ đối phương đem này nọ cho nàng. Đều làm tốt, đây là sở hữu biên lai, ta không đệ tử của ngươi chứng, ngươi chiếm được mình lại chạy tranh đến giao. Kiều Y trước nói tạ, sau đó ngượng ngùng hỏi. Học tỷ, là ai cho ngươi giúp ta làm nha? Tuy rằng Chu Dư Bạch nói sẽ tìm nhân giúp nàng tiến hành, nhưng nàng lúc đó cho rằng chỉ là nói một chút. Học tỷ cười tủm tỉm hỏi. Không phải là ngươi bạn trai? Kiều Y, cái gì? Học tỷ lại nói, "Chu học trưởng không phải là người bạn trai a?" À? Kiều Y chạy nhanh lắc đầu. "Ôi." Học tỷ thất vọng nói, "Ta còn tưởng rằng hảo ngọc đâu, hai người lại hợp lại." Lời này nhường Kiều Y triệt để sửng sốt. Nàng không nghĩ tới kia đoạn ngắn ngủi tình cảm lưu luyến vẫn còn có nhân nhớ được, cũng tức thì bị hợp lại hai cái từ kinh sợ. Vốn tiến hành tốc độ tay cần chạy rất nhiều địa phương, cũng thật phiền toái nhưng này vị học tỷ ở trường học nhân mạch quản nhanh như vậy liền cho nàng làm tốt nàng đành phải về trước ký túc xá không nghĩ tới xá hữu nhóm đều ở các ngươi không đi làm cách giáo thủ tục a à? kiều y hỏi dương mai thấy nàng chạy nhanh đã chạy tới ở trên người nàng một trận niết ngươi không sao chứ tối qua gặp ngươi không trở về chúng ta đều vội muốn chết a hạ nói ngươi cùng mẫn cảm tiếng bệnh viện cao vân vân nói chúng ta muốn đi tìm ngươi, nhưng là quá muộn túc quản A Di không nhường đi ra ngoài, sau này A Hạ nói ngươi đã không có việc gì, chúng ta cũng không dám cho ngươi gọi điện thoại, sợ ngươi ở nghỉ ngơi. Đã không có việc gì. Nhìn thấy xá hữu, Kiều Y cảm thấy thật ấm áp, loại cảm giác này giống cùng ngoại công ở cùng nhau khi giống nhau. Dương Mai đỡ nàng hướng bên trong tiếng, tôn hàm tiếp chén nước cho nàng. Thực không có việc gì. Thực không có không tin các ngươi xem. Kiều y chống đỡ cánh tay. Dương Mai hung hăng trừng mắt nhìn trừng mắt. Mặt đỏ thành như vậy, còn nói không có việc gì. Chúng ta ngày hôm qua là biết Hạ Nam đã ở, cho rằng có hắn liền ổn thỏa, ai biết mặt đều thành mèo hoa nhỏ. Sớm biết rằng như vậy đêm qua đem cửa phá khai cũng phải đi tìm ngươi. Cao vân vân. Ngươi kia kêu không chàng. Ngươi đem nhân gia phòng cháy xuyên đều nhanh hủy đi a di đều nói muốn tìm trường học nhớ ngươi quá gần đến giờ tốt nghiệp nhớ cái quá ngươi coi như là ta hoa đại kiến giáo tới nay điển hình dương mai thẳng thắn sống lưng ta sợ hắn a à, ta là rất tính a à hạ cùng hạ nam nàng chạm vào chạm vào kiều y đúng rồi chim nhỏ làm sao ngươi biết uống rượu đâu chúng ta hội trưởng đại nhân ở còn có người dám quán ngươi rượu hội trưởng đại nhân không cùng người ta liều mạng Kiều Y không biết như thế nào giải thích, chỉ là cười cười. Sau đó lại ôm lấy Dương Mai. Nàng rất ít như vậy biểu đạt cảm tình, Cao Vân Vân cùng Tôn Hàm cũng trôi qua, đều vây quanh nàng ôm ở cùng nhau. Muốn phân biệt, 4 năm ngắn ngủi thời gian, đổi lấy là một đời tình bạn. Kiều Y thật may mắn bản thân tối gian nan thời điểm, là ở này sở trong tháp nhà. Nhưng chung quy thiên hạ còn là không có không tiêu tan yến hội, có lẽ là phần này buồn bã làm cho nàng lỏa lồ tâm sự. Nàng nói, ta lại gặp được học trưởng. Học trưởng, Dương Mai trước hết phản ứng đi lại, là Chu sư ca. Kiều y gật gật đầu. Đại gia biểu cảm đều ý vị thâm trường. Lúc đó chia tay sau, Kiều y chưa nói quá Chu dư bạch một câu nói bậy, cũng không khóc không nháo quá, nhưng bên người nhân đều biết đến, nàng là bị thương tâm. Cũng biết lần đó chia tay, lúc ban đầu là từ Chu Dư Bạch đưa ra. Cho đến khi hắn sau này rời đi, này hơn 2 năm, Chu Dư Bạch ba chữ đều là ký túc xá cấm kỵ. Đại gia hiểu trong lòng mà không nói không đi tán gẫu, là sợ gợi lên kiều y thương tâm. Cao Vân Vân thấy nàng nhấc lên, ôn thanh hỏi. Ngươi ngày hôm qua uống rượu sẽ không phải là vì hắn đi. Kiều y hữu lực lắc đầu. Là hạ nam trên tiệc sinh nhật uống. Hạ nam này ai ngàn đau này đều xem không tốt ngươi. Dương Mai lại bắt đầu nghiến răng, hỏi, kia làm sao ngươi gặp sư ca? Chính là, Kiều Y nói, trùng hợp. Dương Mai tháng, hai người này duyên phận Nga, nàng nhịn không được bác quái, sư ca dài tàn không có. Tuổi trẻ thời điểm rất xoái, và đi càng dễ dàng dài tàn, không phải là Trung Hải chính là bụng bia. Kiều Y nâng cầm suy nghĩ một chút. Không dài tàn cao vân vân hí mắt kéo khang tiểu kiều y ngươi sẽ không phải là tưởng hợp lại thôi này từ hôm nay xuất hiện lần thứ hai kiều y chậm rãi ngẩng đầu lại dùng lực lắc lắc sẽ không nàng nói tuyệt đối sẽ không nàng lại không ngốc chu dư bạch theo phòng bệnh xuất ra liền dẫn theo kiều y ăn thừa dụ viên bùi vực cho rằng hắn muốn ném nhưng linh đến phòng họp hắn cũng không ném sau đó toàn thể hội nghị nhân viên đều xem thấy bọn họ keo ở trên bàn xếp đặt phân dụ viên. Phấn hồng hòm Bởi vì Chu Dư Bạch ở Australia phân bộ phong bình tốt lắm, đại gia còn tưởng rằng hắn có cái gì cao thâm dụng ý, cũng sẽ không nói cái gì. Hội nghị coi như thuận lợi, chỉ có mới nhậm chức dư phó tổng kia ra điểm vấn đề. Hắn kể khổ thời điểm, Chu Dư Bạch nghiêng đầu thấp giọng hỏi bùi vực. Hắn chỗ kia trước một vị là tiêu kỳ. Bùi vực ứng. Là, hạng mục căn bản thôi bất động bộ phận lão nhân cũng không nghe nói còn dám cùng hắn đổi dù sao là cái tiêu kỳ lưu lại cục diện rối rắm chu dư bạch cười nhẹ là cố ý lưu lại hắn nhưng là không tức giận vân đạm phong khinh nhường dư phó tổng không cần lo lắng trấn an một chút cảm xúc nhưng tiếp tục khai triển công tác phòng nhân sự tiếp theo bắt đầu hội báo chu dư bạch di động chấn chấn hắn bình thường họp cũng không xem di động nhưng hôm nay không biết như thế nào, luôn cảm thấy trong lòng vướng bận cái gì, cầm lấy vừa thấy, là kiều y phát đến vi tính. Chu dư bạch dương môi dưới giác, mở ra. Kết sách chuyển khoản đối thoại khuôn. 15.000 chuyển khoản cho ngươi. Chu dư bạch là theo bản năng mở ra, cũng là thủ hoạt điểm thu khoản. Hắn đối với màn hình ngẩn người. Đầy đủ hơn 10 giây sau, hắn trả lời thư tức đi qua. Ngươi làm gì? Cơ hồ đồng thời, của hắn câu nói kia tiền biểu hiện ra một cái màu đỏ thang thở, phía dưới một hàng bụi tự. Tin tức đã phát ra, nhưng bị đối phương cự thu. Chu Dư Bạch lại một lần nữa ngây ngẩn cả người, hắn nhường bùi vực xem di động trang web, nói Ta di động hỏng rồi. Bùi vực xem xong sau, biểu cảm một lời khó nói hết, nhỏ giọng nói Lão bản, hẳn là không là di động vấn đề. Chu Dư Bạch thủ nhất chắn ta biết ngươi ý tứ, nhưng là ta vừa còn có thể thu khoản, hơn nữa sang bạn tốt biểu hiện hẳn là đối phương mở ra bằng hữu nghiệm chứng, ngươi còn không phải nàng bằng hữu. Hai năm rưỡi trước tiền hắn cấp kiều y gửi thư tính tức, được đến chính là này hồi phục. Cấp dưới viên công đều chú ý tới của hắn khác thường, đầu đi ánh mắt. Chu dư bạch cao mày, cắt cao nhìn chầm chầm màn hình. Bùi vực nội tâm nhanh chóng từ chối một phen, nhưng cảm thấy làm trợ lý, cần phải nói thật hắn nói lão bản ngày đây là bị kéo đen tác giả có chuyện muốn nói nhìn đến ngày hôm qua có tiểu đồng bọn nhắn lại nói muốn đôn bồ câu tác giả vuốt ngực nhẹ nhàng thở ra cũng may ta là nấm Cảm tạ ở 2020, 05, 09, 22, 30, 21, 2020, 05, 11, 23, 32, 40 thời kỳ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Dùng để xem một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối của ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 56 Không ăn thảo Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chu Dư Bạch biểu cảm ngưng, bắt điện thoại phóng ở bên tai. Mọi người ánh mắt nhất tề hội tụ, nhưng cũng cũng chưa hỏi cái gì. Bùi vực đứng dậy đè ép thủ đoạn, nhỏ giọng nói. Nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ. Hắn nói xong quay đầu, Chu Dư Bạch mặt càng thêm tối tăm. Bùi vực không lưng. Lão bản, xảy ra chuyện gì sao? Chu Dư Bạch không thấy nhất ngữ, đem di động chụp ở màu đen hội nghị trên bàn. Bùi trợ, ngươi di động cho ta bùi vực đưa lên chu dư bạch thua dãy số hắn đã từng nhớ không dưới đến kiều y số điện thoại cũng không nghĩ tới đi nhớ dùng khi hắn không nhớ được sau này không cần khi hắn ngược lại nhớ kỹ đô đô thanh thông không ai tiếp hắn nắm điện thoại ngón tay hơi hơi có chút chiến chỉ là dừng một lát hắn ở trên màn hình nhanh chóng ấn lão bản ngài không sao chứ bùi vực đè nặng thanh là thân thiết cũng là nhắc nhở chung quanh có bao nhiêu ánh mắt xem của hắn nhất cử nhất động đều ảnh hưởng tập đoàn nhưng bùi vực cũng biết chu dư bạch không phải là thất thố nhân có thể như thế nhất định là ra quan trọng chuyện chu dư bạch không để ý hắn cũng càng như là không nghe thấy ấn hoàng sau đem di động lượt đổ trên bàn thủ chống cái tráng hắn tối hôm qua một đêm không ngủ vốn là đau đầu giờ phút này dục liệt bùi vực nghe thấy đông thanh âm, đau lòng hắn kia di động, thò người ra xem xét phát hiện vừa rồi màn hình chưa quan, mặt trên biểu hiện là một cái vừa phát ra đi tin nhắn. Ngài chuyển phát ở giáo Tây môn chỗ, nhân đánh không thông ngài điện thoại, vô pháp phái đưa, mời xem đến tin nhắn sau tốt gửi điện trả lời, bằng không quá hạn làm lui về xử lý. Bùi vực Hắn đi theo chu dư bạch bên người, lần đầu tiên có ý nghĩ không rõ ràng thời khắc, nhưng lại sinh ra hoang đường ý tưởng lão bản kim chức đưa chuyển phát nhưng rất nhanh ý tưởng liền tan biến di động của hắn chấn động đứng lên còn không thấy rõ mặt trên điện báo nhân chu dư bạch cầm nó nghiến răng nghiến lợi đi ra phòng học hắn vừa đi đại gia lập tức nhỏ giọng nghị luận đứng lên dư phó tổng lo lắng đi lại hỏi bùi vực bùi trợ là không phải là bởi vì ta hôm nay nói chuyện chọc chu tổng mất hứng một cái hội đều tiến hành thật sự thuận lợi chỉ có hắn này phát ra bực tức bùi vực trong lòng cũng là mê man nhưng trên mặt biểu cảm quản lý rất khá ấm áp cười cười hẳn là không là dư tổng ngài đừng nghĩ nhiều hắn không có thể đại biểu chu dư bạch nhưng hắn một ít nói hội để cho người khác cảm thấy là chu dư bạch ý tứ cho nên hắn này miệng phải nghiêm không phải là ta dư phó tổng cân nhắc đó là đối tiêu kỳ dư tổng ta nào biết a à? ngài liền đừng làm khó dễ ta bùi vực vẻ mặt đau khổ nói kiều y nói xong câu kia tuyệt đối sẽ không liền đem tiền cấp chu dư bạch vòng vo đi qua thấy hắn thu khoản lập tức kéo đen bao gồm số di động của hắn nàng rất nhanh tiếp đến xa lạ hào điện báo kiều y trực tiếp sẽ không tiếp ai vậy làm sao ngươi không tiếp dương mai hỏi xa lạ hào có thể là quấy rầy điện thoại hoặc là lừa dối kiều y lung tung sưu đại gia nhất tề gật đầu cao vân vân nói ta chịu không nổi nhất đến lừa dối còn không nói tốt tiếng phổ thông phương ngôn như vậy trọng chập chờn ta nửa ngày ta cũng chưa rất nghe hiểu đang nói kiều y tiếp đến tin nhắn nàng không nghĩ nhiều nha thanh dương mai khẩn trương nói chim nhỏ ngươi kia không thoải mái kiều y ngượng ngùng cử di động vừa là nhanh đệ ký túc xá đầu tiên là nhất tỉnh sau đó đều phốc suy cười ra các vội cắt các nàng là sợ trong viện nhiều người muốn xếp hạng đội cố ý kéo thời gian hiện tại gặp kiều y đều đã trở lại chuẩn bị thu thập này nọ đi cao vân vân một bên lấy giấy chứng nhận một bên nói với kiều y ngươi này thân thể đừng đi ta giúp ngươi làm kiều y bãi bắt tay vào làm vừa nói không cần biên hồi bắt điện thoại chuyển được không một người nói chuyện Kiều Y quy hai tiếng. Chuyển phát sư phụ. Đầu tiên là nghe được bên trong một tiếng nam nhân hơi thở, giống cứng rắn đè nặng tỳ khí. Kiều Y ngón tay cuộn tròn cuộn tròn. Thu hoàng dịch sao? Chu Dư Bạch trầm giọng hỏi. Mối tình đầu kinh nghiệm giáo huấn, Kiều Y tổng kết quá một cái, thì phải là nàng ngoạn bất quá Chu Dư Bạch. Biết rõ như thế, nhưng đang nghe thấy hắn thanh âm thời điểm, trong lòng nàng vẫn là mắng thanh vô sĩ đừng ở trong lòng bố trí ta. Chu Dư Bạch không đề kéo hát chuyện, Ôn Thanh hỏi, có phải là ở bệnh viện nhàm chán? Rõ ràng là thân thiết lời nói, tổng nghe có chút châm chọc cảm. Kiều Y chậm rãi đi đến trên ban công, đóng lại môn. Ánh mặt trời liệt, may mắn có thụ che không ít. Nàng nói, ta xuất viện. Cái gì? Chu Dư Bạch hỏa chung quy không ngăn chận, thanh âm xoay mình đại, ngươi là ở nói đùa ta. Kiều y bị của hắn ngữ khí biến thành không thoải mái, giật nhẹ khóe miệng. Ta phạm không thấy đi. Ngươi hồ nháo cái gì? Ngươi này thân thể có thể xuất viện. Có biết hay không ngươi tối hôm qua tình huống có bao nhiêu nghiêm trọng? Không chữa khỏi liền xuất viện, lại xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Lớn tiếng phản phất so ánh mặt trời còn trát nhân. Kiều y trong lòng bàn tay ra mồ hôi, chậm rãi ngồi sổng xuống đi, nàng thanh âm hữu khí vô lực, nói bệnh viện khai quá dược ta đúng hạn ăn sẽ không sự chu dư bạch lại là hô khẩu khí thật dài khí hỏi ngươi ở đâu trường học nàng không chỗ để đi hắn biết kiều y không hé răng vô cùng lo lắng kiên trì giống này viêm hạ ve kêu không có đánh đấu lại kêu gào ai cũng không chịu nhận thua một lát sau chu dư bạch trước đã mở miệng không có vừa rồi lớn tiếng như là dỗ nhân ngươi ở ký túc xá nghỉ ngơi ta bận hết đi tiếp ngươi vườn trường có gió thổi đến mang theo lá cây thơm ngát vị ý đồ vuốt lên táo ý nhưng tại đây khóc hạ lý chung quy là phí công kiều y nói chu dư bạch từng cái tiền nhiệm đều như vậy chiếu cố lời nói ngươi có mệt hay không một câu này giống chủy thủ cắt đứt dây điện thoại bên kia giống hô hấp đều không có tỉnh ra kỳ khả kiều y biết hắn đang nghe ta có hơn 2 năm cũng chưa hồi quá kiều gia. Kiều y thanh âm trước sau như một bình tĩnh, chỉ là mang theo điểm tâm, nàng nói, ta hiện tại đối với ngươi vô dụng. Dương Mai kéo ra thủy tinh môn, thấy kiều y chính ngồi sổn trên mặt đất, một bàn tay lấy di động, một bàn tay nắm chặt nắm tay, cả người phát ra đẩu, nhất là ít hầu chỗ. Nàng sợ hãi, đỡ nàng đứng lên. Của ta thiên. Ngươi mặt bạch đắc tượng là giấy kiều y vốn liền gầy có tụt huyết áp đứng lên một trận choáng ván đầu mắt hắt dựa vào dương mai chậm rãi hồi trong phòng rốt cuộc là mặt bạch vẫn là hồng nha nàng hỏi ngươi còn có tâm tư đùa làm ta sợ muốn chết dương mai làm bộ muốn đánh nàng khả căn bản không hạ thủ không có việc gì ta ngủ một lát là tốt rồi kiều y cởi áo nàng ra nhất lưng hẳn, vô lực lại suy yếu làm cách giáo thủ tục, nhưng là một tuần sau còn có tốt nghiệp điển lễ. Sở hữu tốt nghiệp chỉ cần xin đều có thể ở đến 8 tháng để. Ở dung nhập xã hội đêm trước, trường học này sở tháp ngà cho nó lớn nhất bao dung cùng ôn nhu. Kiều Y đem di động đóng, trèo lên giường, thanh thản ổn định nhắm mắt lại. Khi đầu, bùi vực xuất ra tìm chu dư bạch, theo vô tình nghe được đôi câu vài lời lý biết là về Kiều Y, hắn châm trước ngôn ngữ, tiến lên nói, lão bản dùng ta đi bệnh viện xem một chút sao chu dư bạch lắc đầu hắn rất cao nhưng lúc này hắn xem luôn có loại đứng không nổi cảm giác bùi vực hỏi muốn hay không kêu ngừng hội nghị chu dư bạch không nói chuyện một lát sau xoay người không cần tiếp tục đi tập đoàn sự vụ không thể trì hoãn càng là lại là ở hắn vừa nhậm chức thời khắc bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm bao nhiêu nhân chọn thứ hắn đam không là chính bản thân hắn là tá thịnh những lời này chu tần thụy cùng hắn nói vô số lần có thể đem vị trí này giao cho hắn thậm chí về sau muốn đem lớn hơn nửa quyền lợi đều cho hắn không đơn giản là vì chu tần thụy bất công này tôn tử càng là vì hắn có thể đam được chu dư bạch cũng chưa từng nhường chu tần thụy thất vọng quá hội nghị kết thúc lại giải quyết vài cái hạng một thượng vấn đề chu dư bạch tự mình mang theo khu quy tắc chi tiết một chút tìm vấn đề ngài mẫu thân làm cho người ta lý a di tặng bữa đi lại bùi vực dẫn theo gói to tiếng văn phòng thấy chu dư bạch khuỷu tay giá ở trên bàn xoa cái tráng bùi vực không biết rốt cuộc có bao nhiêu đau hắn xoa nhẹ một ngày bảo canh gà còn có vài dạng món ăn bùi vực đem gói to phóng tới trên bàn trà thủ bên trong hòm chu dư bạch nhìn thoáng qua trên mặt đều là mệt mỏi, không cảm xúc nói. Đem đi đi, ta không khẩu vị. Khả ngày một ngày cũng chưa ăn, đợi lát nữa còn có công tác, cơm chiều lại không ăn, khiên không được. Các ngươi ăn đi, phóng ta đây lãng phí. Chu Dư Bạch nói chuyện rất chậm, hình như là thật sự không thoải mái. Trần Mạc Như Gia A Di nấu cơm là cao nhất, canh gà hương vị giữ ấm hộp bình đều không lấn ác được, hương khí nồng đậm. Bùi vực còn tưởng khuyên, Chu Dư Bạch khoát tay. Ta thực ăn không vô. Khi có muốn ăn, ta nhường thư ký đi đính. Bùi vực biết khuyên bất động, đành phải dẫn theo này nọ đi ra ngoài. Tầng đỉnh tổng tài văn phòng đại mà xa hoa, phương tiện cũng đầy đủ mọi thứ. Còn có nửa giờ lại muốn bắt đầu tăng ca, Chu Dư Bạch tưởng mị một lát. Hắn ở ghế tự ngủ không được, đi đến bên cửa sổ, nằm ở trên sofa. Bóng đêm rã rời, vạn da đèn đuốc. Chu Dư Bạch trong bụng không trống rỗng, trong lòng cũng là. Hơn 10 phút sau, hắn như cũ mỏi mệt, nhưng hào không buồn ngủ. Là nên ăn một chút gì, hắn đã không phải là mười mấy tuổi thời thanh xuân đứa nhỏ, cáo kỉnh khi có thể tuyệt thực kháng nghị. Chỉ có đứa nhỏ mới có thể hồn nhiên cho rằng tuyệt thực hữu dụng. Khả Chu Dư Bạch thật sự nghĩ không ra có cái gì là hắn muốn ăn đi xuống. Kim Trúc cảm mãnh liệt bên trong, lãnh liệt thâm trầm, trên bàn công tác nho nhỏ hồng nhạc hồng luôn luôn ngoan ngoãn đãi tại kia rất có vi cùng cảm chu dư bạch đi qua ngồi ở trước bàn làm việc bưng lên kia bác dụ viên cẩn thận nhìn hắn cầm nàng dùng quá thì đào một khối bỏ vào trong miệng nó đã mát thấu khỏa ở phía trên chất lỏng trở nên động lại ngọt tư tư thật ngấy trách không được hắn mua nàng không cười nguyên lai thật sự không thể ăn Chu Dư Bạch không hiểu nhớ tới Kiều Y mặt, nói chuyện với nàng khi luôn là ngoan ngoãn khéo khéo bộ dáng. Tiểu nha đầu trưởng thành, hội hướng trong lòng nàng đệ giao nhỏ. Tác giả có chuyện muốn nói. Chu Cẩu, lão bà, ta đem ngươi cơm thừa ăn xong rồi. Kiều Y, ha ha. Chương 57. Không ăn thảo. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com bùi vực biết chu dư bạch không phải là hư nhường tính tình cũng không khách khí với hắn canh gà ăn sáng cùng vài cái thư ký phân ăn xong đi sao chu dư bạch cửa văn phòng nhắc nhở hắn có cái càng dương video clip điện thoại muốn đánh môn gõ vài cái không ai ứng hắn chính hồ nghi có phải là đang ngủ bên trong mới truyền đến thanh âm tiếng bùi vực đẩy cửa ra chu dư bạch đang cúi đầu ở trong ngăn kéo tìm này nọ lão bản muốn cái gì Bùi Vực hỏi. Chu Dư Bạch động tác dừng lại. Bùi Vực khởi điểm cho rằng hắn đang suy nghĩ chuyện gì, đi vào mới phát hiện Chu Dư Bạch tay trái áp ở vị thượng, là chịu đựng khẩu khí nói không nên lời nói. Hắn bước nhanh vòng đến cái bàn bên trong, đỡ lấy nhân. Chu Dư Bạch nâng tay cản một chút, làm cái hít sâu. Không có việc gì. Bùi Vực theo Chu Dư Bạch vừa đi Australia khởi liền đi theo hắn, ngắn ngủn 2 năm rưỡi trước đã trải qua không ít chuyện. Chu Dư Bạch không phải là dễ dàng lỏa lồ tâm sự nhân, nhưng đối bùi vực là tín nhiệm. Đợi hắn cũng vô cùng tốt, trừ bỏ trên công tác, khác sẽ không khó xử hắn. Bùi vực thấy hắn ứng cứng rắn chống đỡ bộ dáng trong lòng không thoải mái, nói cũng nói được trắng ra. Ngày này hiển nhiên không phải là không có việc gì. Chu Dư Bạch nhấc lên mí mắt liếc trắng mắt, nói. Bao tử đau bùi vực đi trong hòm thuốc tìm thuốc bao tử. Văn phòng đều có bị thường dùng dược, chỉ là rốt cuộc là đại thiếu gia, Chu Dư Bạch cũng không quan tâm này đó. Tìm được dược, bùi vực ấn lượng cấp Chu Dư Bạch hai lạp. Chu Dư Bạch tiếp nhận đi, liền thủy nuốt vào. Dược kính còn chưa có đi lên, hắn chỉ là hoảng qua thượng nhất ba đau kính, nhân tựa lưng vào ghế ngồi cười cười, nói. Bùi trợ, hiện tại ngay cả ngươi cũng tới bắt nói ngẹn ta bùi vực ngượng ngùng vuốt cổ. Ta cấp. Hắn theo bản năng phẩm lời hắn nói, lại hỏi. Cũng. Là còn có ai nghẹn lão bản sao? Chu dư bạch ngón tay sao sao mặt bàn, không đáp. Bùi vực tầm mắt tảo gặp trên bàn kia hộp đã không dụ viên, hắn trong ấn tượng phía trước rõ ràng là mãn. Lão bản, ngài sẽ không là ăn này. Bùi vực cảm thấy bất khả tư nghị. Chu dư bạch thủ hoàng ở trước ngực, nhắm lại mắt, vẫn là một bộ không muốn đáp lại bộ dáng nhưng video clip điện thoại đánh một nửa bùi vực liền chiếm được đáp án chu dư bạch trên người nổi lên hồng bệnh sởi khoai sọ mẫn cảm bùi vực quả thực nghe những điều chưa hề nghe chu dư bạch không làm hồi sự lại làm cho hắn đi tìm thoát mẫn dược ăn xong rồi như thường tiếp tục tăng ca cùng không có việc gì nhân giống nhau chỉ là không ngừng xoa đầu bùi vực vài lần tưởng khuyên cũng chưa khai thành khẩu nói trắng ra là hắn cũng biết chu dư bạch hiện tại này giá trị con người địa vị cho dù ngăn nắp lượng lệ làm cho người ta hâm mộ nhưng là có không thể nề hà thân bất do kỹ thời điểm công tác đến rạng sáng một điểm cuối cùng là bận hết lưu đến cuối cùng tăng ca viên công có mười mấy cái chu dư bạch an bày nhân cấp không xe đều kêu xe lại giao đãi sở hữu tăng ca nhân bản thân xem công tác tình huống điều hưu hai ngày nghe được mặt trên truyền lời này, có người nhịn không được hoang hô. Lão bản thực xoái. Loại này tăng ca lại nhiều đến vài lần. Chu Dư Bạch cùng Bùi Vực thừa VIP thang máy xuống lầu, liền không có thể nghe thấy những lời này. Bùi Vực đem hắn đưa đến nhà trọ, ngừng xe quay đầu, thấy hắn nhắm mắt, còn tưởng rằng là đang ngủ. Đến a. Chu Dư Bạch căn bản không ngủ, hắn chậm rãi nhấc lên mí mắt, kéo mở cửa xe chuẩn bị xuống xe nhân lại sinh sôi định tại kia đầy đủ qua mười vài giây tài năng di động bùi vực nhìn không được lão bản đi bệnh viện đi hoặc là nhường trong nhà bác sĩ đến một chuyến ngươi như vậy không được chu dư bạch hừ một tiếng ta cũng không phải tiểu cô nương hắn xuống xe động tác sao bình thường chậm rất nhiều bùi vực mím mím môi hắn xem chu dư bạch rất chậm đi về phía trước tổng hoài nghi người này có thể bản thân bất lực lên lầu sáng sớm hôm sau bùi vực đến thu thừa thương trường cùng thu thừa tập đoàn hợp tác hạng mục tại đây tiến hành vì không ảnh hưởng thương trường bình thường buôn bán bọn họ muốn sáng sớm tham quan này vẫn là đề nghị của chu dư bạch nhưng hắn người chưa tới bùi vực cấp lái xe gọi điện thoại lái xe nói chu dư bạch còn chưa có xuống dưới nghĩ còn có điểm thời gian sẽ không quấy rầy đều biết đến hắn trở về mấy ngày này làm liên tục giấc ngủ không đủ bùi vực xem thời gian, cấp chu dư bạch bắt điện thoại. Không ai tiếp. Loại này phía trước chưa bao giờ xuất hiện quá chuyện ngay cả hai ngày phát sinh, bùi vực trong lòng hốt hoảng, đợi một lát không thấy gửi điện trả lời, hắn lại đánh mấy lần, vẫn là không ai tiếp. Hắn nhường lái xe đi lên gõ cửa, gõ vẫn là không ai ứng. Tối hôm qua không ở nhà trọ trụ. Bùi vực đành phải lại đánh tới trần mạc như nơi đó, cũng không dám minh nói, mặt bên hỏi hỏi, Chu Dư Bạch không tại kia. Bùi Vực càng thẫn trương, nhưng là Chu Dư Bạch ngày hôm qua dùng quá dược sau, vị đã không có như vậy đau, trên người nhân mẫn cảm khởi hồng chẩn cũng rất nhanh đi xuống. Cho dù là bệnh bao tử thêm mẫn cảm, cũng không đến mức có cái gì nguy hiểm a. À. Bùi Vực hồi tưởng ngày hôm qua buổi sáng Chu Dư Bạch ngồi ở nhân gia cô nương phòng bệnh tình cảnh, mở ra điện thoại di động trò chuyện ghi lại. Ngày hôm qua Chu Dư Bạch bác kia gọi điện thoại vẫn chưa sang điệu hắn đoán rằng đó là kiều y kiều y ngày hôm qua ngủ thật lâu rất sớm liền đói tỉnh nàng rửa mặt xong đi căng tin ăn điểm tâm nàng cắn bánh bao khi hạ nam đã ở nhưng xa xa bưng mâm không dám đi lại kiều y cũng không để ý đến hắn trong vườn trường thường xuyên có như vậy không hẹn mà gặp hoặc trùng hợp hoặc nhân vì ăn xong rồi cơm kiều y lại mua tam phân tính toán mang về cấp còn tại vù vù ngủ nhiều bạn cùng phòng đến dưới lầu nàng tiếp đến điện thoại, là cái kia xa lạ hào, Kiều Y nhận được. Nàng ngày hôm qua quá mệt, đã quên đêm này dãy số cũng kéo hắt, điện thoại lần lượt đánh tới, đòi mạng thông thường. Kiều Y do dự một lát, vẫn là tiếp đi lên, nàng tức giận nói. Chu Dư Bạch, ngươi giảng giảng đạo lý được không được. Nàng tức giận khi thanh âm cũng không chua ngoa, chỉ là mang theo oán khí. Bùi vực nghe được lão bản tên quả thực là mừng rỡ, vội vàng nói kiều tiểu thư lão bản ở ngươi nơi đó sao kiều y nàng nghe ra là ai thanh âm nháo không rõ ràng tình huống nói quanh co hỏi ngươi là bùi trợ lý là ta ngượng ngùng quấy rầy bùi vực lễ phép nói ta tìm chúng ta lão bản kiều y không rõ cũng không vừa rồi cơn tức nói ta không gặp hắn nha nói xong nàng còn nhìn chung quanh một vòng bùi vực thanh âm có chút cương hắn không tìm ngươi sao không có gọi điện thoại nếu không tính lời nói bùi vực lại hỏi hắn tối hôm qua đến bây giờ cũng chưa tìm ngươi sao không có nha ta ngày hôm qua luôn luôn tại ngủ kiều y không biết vì sao bùi vực hỏi nàng yếu nhân chỉ nói ta tuyệt đối chưa thấy qua hắn bùi vực nhỏ giọng nói thầm không phải hẳn là a không tìm ngươi có thể đi kia sáng sớm thái dương ánh vàng rực rỡ kiều y hướng dưới bóng cây xê dịch nàng nhỏ giọng hỏi ngươi liên hệ không đến hắn sao là hôm nay có công tác lái xe đi hắn nhà trọ tiếp nhân nhân luôn luôn không xuống dưới sau này lại đi sao không ai ở bùi vực là thật sốt ruột đối với kiều y không có phòng bị nói ngày hôm qua tăng ca đến rất trễ hắn thân thể không thoải mái kiều y trên ngón tay gói to quơ quơ phải không nàng rất nhẹ hỏi. Bao tử đau, sau này lại mẫn cảm. Bùi vực cũng cảm thấy buồn cười, lão bản ăn dụ viên mẫn cảm. Liền ngươi ăn thừa kia hộp. Bùi vực nói xong, cảm thấy chính mình nói hơn, chạy nhanh nói. Ta đây đợi chút, hắn phỏng chừng có việc trì hoãn. Đỉnh đầu lá cây sung xuê, chớp lên ra nhiều điểm quan ảnh, kiều y cắn môi nghĩ, nói. Lại đi sao gõ cửa đi, khả năng ngủ rất trầm điều đó không có khả năng. Bùi vực lập tức liền phủ định, ta lão bản gần nhất có ở mất ngủ, ngủ đều ngủ không được, huống hồ hắn bình thường lại mệt cũng là sẽ không trễ khởi. Kiều y khóa mày, hỏi. Hắn mất ngủ có uống thuốc sao? Này! Yên giấc loại dược vật. Hẳn là có. Bùi vực nhớ lại, ta không gặp đến hắn ăn, nhưng thấy quá lọ thuốc. Kiều y hỏi. Tên gọi là gì? bùi vực không hiểu biết hắn thế nào hỏi cái này, báo dược danh giải thích nói. Hắn trước kia cũng ăn qua, chưa từng chậm trễ quá sự, hơn nửa loại này dược ấn lượng ăn, không đến mức kêu bất tỉnh, lão bản không phải là thị dược nhân, hắn chỉ là ngủ không được mới. Đến mức, kiều y thanh âm điều thành lớn, bùi vực sửng sốt, yên giấc loại dược vật cùng trị mẫn cảm dược vật đồng thời dùng, còn có tăng thêm ngủ say khả năng tính. Kiều y hỏi, hắn có ăn trị mẫn cảm dược sao dấu vết để lại hết sức tinh vi sâu chuỗi đứng lên lại sẽ rất kinh người bùi vực không biết cái kia thoạt nhìn mềm mại nữ hài làm sao có thể có loại này sâu chuỗi năng lực hắn hai mắt biến thành màu đen có bùi vực một bên nhường lái xe tìm vật nghiệp đi lên xem có thể hay không nghĩ biện pháp đem cửa mở ra vừa lái xe hướng nhà trọ đuổi thu thừa thương trường cách hoa đại gần hắn thuận đường tiếp thượng kiều y kiều y không chủ động muốn đi bùi vực cũng đã quên trưng cầu của nàng ý kiến tiếp đến nhân tài ngượng ngùng nói kiều tiểu thư ngượng ngùng làm phiền ngươi kiều y chỉ nói không có việc gì sau đó liền xem ngoài cửa sổ bùi vực cũng không muốn nói nói đại gia trong lòng cũng không nhẹ nhàng xe khai mau đến nhà trọ vật nghiệp nhân đang ở cửa lái xe cằn nhằn nói không rõ chỉ nói tránh ra môn vật nghiệp cũng không này quyền lợi, tùy ý khai trương chủ môn, huống hồ chu dư bạch đây là mật mã khóa, muốn thỉnh chuyên nghiệp nhân viên đến. Bùi vực tiến lên khơi thông, kém chút phát ra tỳ khí. Hắn cũng tao không được, vị này chu gia đại thiếu gia khả không thể xảy ra chuyện. Kiều y vỗ vỗ hắn, nói. Đừng gọi người mở ra, hỏi trong nhà hắn có biết hay không mật mã. Bùi vực là sẽ lo lắng, mới nghĩ vậy ra, hắn lấy ra di động chuẩn bị cấp Trần Mạc Như gọi điện thoại, bên kia biết cửa phòng mật mã, đây là trước mắt nhanh nhất cách. Chính hoa di động, cửa thang máy mở. Nơi này là nhất thê nhất hộ, đến nhân khẳng định là tìm Chu Dư Bạch. Nghe An Hy bao lớn bao nhỏ cầm rất nhiều này nọ, nhìn đến này cảnh tượng ngẩn người. Ôi! Bùi trợ các ngươi làm gì? Nàng lại nhìn đến Kiều Y, càng là giật mình, ngươi. Dư Bạch gia vãn bối. Bùi vực không để ý tới giải thích, nói Sao ngươi lại tới đây? Ngươi trước tiếp được A, à, hảo trầm Nghe An Hy đem trong tay một đống này nọ phóng ở trên người hắn Nhưng nhiều lắm có chút nàng còn muốn dẫn theo Trước đừng nhiều lời, vào nhà đang nói, ta mau mệt chết Nàng nói xong ở trên cửa thu mật mã Cửa mở Như vậy giống cái nữ chủ nhân Kiều Y không biết nên lui nên tiếng cho đến khi lần này động tĩnh quá lớn, trong phòng nam chính xoa đầu xuất ra. Bùi trợ. Chu Dư Bạch lạnh mặt hỏi, ngươi dẫn người sách nhà của ta. Bùi vực cả người đều thật cứng ngắc. Lão bản, ngài không có việc gì a? À? Chu Dư Bạch tóc có chút loạn, như là vừa tỉnh ngủ, tư duy chậm rãi đuổi kịp, tiện đà mới chú ý tới bên ngoài đều là ai. Kiều Y đứng ở mặt sau cùng, sẽ không tính toán lộ mặt, nàng chậm rãi lui về sau đi ấn thang máy xoay. Buông. Một tiếng không lớn cẩu kêu. Nàng cúi đầu luôn luôn con chó nhỏ cắn của nàng dày vải bệt mang, còn sau này kéo kéo, toàn cấp cắn đi. Du du đừng chạy loạn, đến mẹ này. Nghe An Hy ngồi sổng xuống muốn ôm trụ nó. Cách nhân, Kiều Y chậm rãi nâng lên tầm mắt rút cục cùng, cùng Chu Dư Bạch chống lại. Khi cậu là theo hắn trong nhà trọ chạy đến. Kiều Y nhớ được Chu Dư Bạch nói qua hắn tuyệt không nuôi chó. Cho nên nói hắn, chính là cái kẻ lừa đảo. Tác giả có chuyện muốn nói. Tu la tràn nga chu cẩu. Lão bà, mời ngài vào. Kiều Y, không cần, bất hòa cẩu cùng phòng. Tiên nữ nhóm cái kia nắm mặt dày đề cử hạ bản thân trong chuyên mục dự thu, ôm nhu nợ, điểm chuyên mục có hứng thú cất chứa một chút nga. Ngươi không thu, ta không thu, nấm thích hợp có thể phong lưu. Mạnh mẽ Chương 58 Không ăn thảo Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Nghe An Hy xem không nhu nhược, nhưng ngay cả con chó đều kéo không được. Nàng cố sức đi lao, ngại trong tay gói to vướng bận, thuận tay quăng cho Kiều Y. Kiều Y nếu không tiếp được, ấn trọng lực vừa vặn hội nện ở đầu chó thượng. Nàng theo bản năng đi tiếp, cũng không tính toán luôn luôn cầm bùi vực đang ở cùng vật nghiệp nhân giải thích lái xe ở bên hát đệm chỉ có cửa chu dư bạch thật nhàn nhàn đã có không nhìn chằm chằm nàng kiều y từ túi tử rộng mở khâu trong được gặp là một nguồn nồi ở nhà thông thường vật nàng đưa tay ý bảo chu dư bạch tới bắt của hắn nồi nhưng đối phương không tiếp ý tứ đại thiếu gia thủ khả năng vài năm nay đã tự phụ đến không thể làm sống dư bạch du du không nghe của ta nói Nghe An Hy thanh âm mang theo hờn dỗi, ngươi quản quản nó thôi. Kiều Y cúi đầu, khi cậu đã bị nghe An Hy bắt lại, miệng còn gắt gao cắn của nàng hài mang. Cậu không lớn, khí lực không nhỏ. Chu Dư Bạch nghe được nghe An Hy làm nũng, xoay người vào da, rất nhanh cầm cùng xúc xích xuất ra, từ trung gian vặn mở, ở trong tay quơ quơ. Xem ra hội làm việc. Kiều Y biểu môi. Khi cậu càng là khoa trương, tiền một giây còn cắn của nàng hài mang một bộ thề sống chết sẽ không tha bộ dáng, nháy mắt tùng khẩu, phi thường không chí khí hướng Chu Dư Bạch phóng đi. Chu Dư Bạch đem xúc xích quan cấp nó, thắt lưng cũng chưa loan, dùng chân bắt nó khu vào nhà. Cuối cùng không có ràng buộc, Kiều Y đối nghe An Hy nói. Ngươi gì đó? Đối phương vỗ tay, nâng tay chỉ. Phóng bên trong đi. Dứt lời lập tức hướng nhà trọ tiếng. Rất xứng, cũng không rất có thể làm việc nghe an hy ở bên trong kêu cẩn thận một chút nga bên trong có canh gà đường sái bên cạnh vật nghiệp nhân cũng tìm đến kiều y cô nương tình huống chúng ta hiểu biết nhưng ấn lưu trình cần ngươi đăng ký một chút tin tức cùng ký tên dù sao bọn họ không phải là nghiệp chủ còn nhường đem cửa mở ra kiều y ý bảo bản thân cầm trong tay này nọ viết không được tự chu dư bạch tại đây khi lên tiếng tiến vào viết lại dằn co, cũng là làm kiêu. Nàng nhân cũng đã đến đây, cũng không kém này vài bước lộ. Kiều y vào cửa, ngay tại cửa vào vị trí, không lại hướng bên trong tiếng. Nàng đem nồi đặt ở ải cửa hàng, nằm sấp ở phía trên điền tin tức. Ngượng ngùng, chúng ta điều này cũng là lệ thường lưu trình. Vật nghiệp cầm này nọ đi, lái xe đi theo cũng cùng nhau đi xuống. Bùi vực ở cùng Chu Dư Bạch giảng chuyện ngày hôm nay hôm nay ta thật sự là hù chết thế này mới không có biện pháp đánh cho kiều tiểu thư hắn xem kiều y ngươi cũng dọa đến đi kiều y mím mím môi trước áp an ủi bùi vực toàn làm nàng đây là cam chịu tiếp tục nói lão bản ngài không sao chứ không có việc gì ngủ trầm chu dư bạch nói chuyện khi rủ mắt xem kiều y ba người đứng ở cửa khẩu nói chuyện ai cũng không hướng bên trong tiếng ý tứ Nghe An Hy đã chạy tới, nàng không có mặt hài, quan chân dẫm nát trên sàn, ngón chân thượng màu đỏ sơn móng tay rất xinh đẹp. Dư bạch, của ta canh gà đâu? Nàng hỏi. Chu dư bạch thất thần. Kiều y hảo ý chỉ hạ ải quỷ. Nghe An Hy nhắc đến, mang theo kinh thục nữ nhân quyến rũ, cười hỏi. Phòng bếp ở đâu a? À? Kiều y lại nâng tay chỉ một chút. Nghe An Hy hướng kia phương hướng đi mấy bước, đột nhiên dừng lại quay lại xem kiều y trong ánh mắt có tìm tòi nghiên cứu cũng có chần chờ còn có chút nói không rõ ý tứ hàm xúc kiều y vừa cho rằng nàng đang hỏi bản thân sẽ theo ngón tay không phản ứng đi lại nơi nào xảy ra vấn đề hỏi như thế nào nghe an hy lắc đầu nàng nói các ngươi ba đừng đứng cửa tiến vào nói đi kiều y nói ta còn có việc sẽ không đi vào làm cho nàng không nghĩ tới nghe an hy đem nồi đặt ở một bên bước nhanh đi lại giữ chặt nàng tiến vào tiến vào hai ta cũng coi như lần thứ hai gặp mặt còn chưa có chính thức nhận thức đâu ta gọi nghe an hy ngươi tên gì nha kiều y hài đều không kịp đổi trực tiếp đã bị mang đi vào ngươi tên gì nghe an hy lại hỏi kiều y nghe an hy một chữ một chút kiều y cái nào kiều cái nào y Chu Dư Bạch nhìn hai người kia, thấp giọng hỏi bùi vực. Ngươi tới sách nhà của ta, mang một cái giúp đỡ không được, còn mang hai cái. Thực không phải là muốn dở bỏ ra. Bùi vực vẻ mặt đau khổ, hơn nữa An hi thế nào đến đây ta cũng không biết, liền ở bên ngoài gặp phải, vẫn là nàng mở cửa đâu. Nàng. Chu Dư Bạch nâng mi. Bùi vực tủng hạ kiên. Ta không biết mật mã. Ngươi không biết sao chu dư bạch cho rằng bản thân nhắc đến với bùi vực nhưng loại này tư nhân mật mã hắn không chủ động giảng bùi vực cũng không có khả năng hỏi hồi tộc đến đều là gõ cửa tiếng chu dư bạch cũng không có chú ý quá vấn đề này nghe an hy chu dư bạch hỏi làm sao ngươi có ta đây mật mã nghe an hy chính nói chuyện với kiều y nghe được cúi xuống chu dư bạch làm sao ngươi có ta nhà trọ mật mã ta không nhắc đến với ngươi bá mẫu nói với ta. Nghe An Hy có chút thất lạc, nhưng như cũ giải thích nói, bá mẫu nói một mình ngươi trụ sẽ không chiếu cố bản thân, làm cho ta cho ngươi đưa điểm đồ dùng hàng ngày, nàng nói ngươi hôm nay có công tác không ở nhà, ta liền bản thân vào được. Chu Dư Bạch xoa cái trán, Không khí rồi đột nhiên xấu hổ dậy lên. Nghe An Hy giống không cảm nhận được, nàng cúi đầu thấy Kiều Y kêu lên hài. Nha, ngươi còn chưa có đổi giày đâu nàng đẩy ra tủ giày, xem kiều y này kia xong là ngươi hài a, à. kiều y, nàng giật mình minh bạch, vừa rồi nàng tùy tay chỉ phòng bếp vị trí, nhưng nghe an hy hiểu lầm nàng đã tới nơi này, cũng không tính hiểu lầm, kiều y quả thật đã tới, hai người nùng tình mật ý thời điểm, chu dư bạch ở nàng chỉ kia gian trong phòng bếp cho nàng làm qua cơm, nàng cho rằng bản thân thật đã quên, nhưng đã xảy ra, liền hội ở trong ý thức lưu lại dấu ấn chẳng sợ rất nhẹ vi, cũng sẽ lơ đảng toát ra. An Hi Chu Dư Bạch tăng thêm ngữ khí, là cảnh cáo. Thế nào còn mất hứng? Ta không phải là chịu bá mẫu chi thác đến tặng đồ thôi, lần sau không đến được rồi đi. Nghe An Hi ngữ khí là ủy khuất, tuyệt không khí thế bức nhân, chỉ vào cạnh tường, hơn nữa ta không phải là tưởng Du Du thôi. Nàng vỗ vỗ tay. Du Du, mau tới mẹ nơi này. Cấp tường mập mạp mao đoàn chính chuyên chú cắn xúc xích mắt cũng không nâng một chút kiều y không muốn lại vây xem chu dư bạch cùng nữ con người cảm tình khúc mắt hắn yêu ai không yêu ai không có quan hệ gì với nàng hắn muốn cùng người thế nào giảng nàng là ai cũng đều tùy tiện trường học còn có việc ta đi trước nàng đối ở đây nhân gật gật đầu nhanh chóng đẩy cửa ra đi ra ngoài cũng may thang máy liền đứng ở tầng này nàng ngại cửa mở chậm trạc vài thứ cái nút. Cửa mở nàng lập tức đi vào, còn chưa có phản ứng đi lại, Chu Dư Bạch đã theo tiếng vào. Ngươi! Kiều Y trừng mắt mắt, Chu Dư Bạch không quay đầu, ngón tay ấn đóng cửa kiện, trực tiếp đóng lại cửa thang máy. Ngươi vì sao đi theo ta? Kiều Y tức giận nói. Chu Dư Bạch thở một hơi. Ngươi có thể hay không hãy nghe ta nói. Nói cái gì? Ngươi! Kiều Y câu nói kế tiếp ngạnh sinh sinh bị đổ trở về. Thang máy đến tiếp theo tầng, lên đây một đôi vợ chồng già, hòa ái đối hai người bọn họ cười. Kiều Y cứng rắn nhẫn đến một tầng, chờ vợ chồng già trước đi ra ngoài, nàng không thể nhịn được nữa ra bên ngoài ra. Chu Dư Bạch đuổi theo nàng. Ta đều không biết ngươi có thể đi nhanh như vậy. Kiều Y liếc trắng mắt. Ta luyện hai năm thi đi bộ được không? Chu Dư Bạch khí nở nụ cười bắt được cổ tay nàng tại sao tới xem ta kiều y trừ không động thủ ngửa đầu nhìn hắn tức giận nói bùi trợ đánh cho ta nói tìm không thấy ngươi nhân ta hảo tâm đến xem một chút ngươi ngươi đã chết không chu dư bạch hỏi không chết ngươi là khổ sở vẫn là vui vẻ kiều y nàng ngực phập phồng mẫn cảm chưa tốt mặt càng đỏ hơn nàng giống như là căng thẳng cung tùy thời đều phải bắn ra đi. Uông. Đột nhiên một tiếng cẩu kêu. Khi chỉ kêu du du cẩu không biết như thế nào cũng đi theo chạy đến. Chu dư bạch nhấc chân, bắt nó đẩy ra. Khi cẩu ngồi cái rắm cổ ngồi xổm, còn hướng hắn phe phẩy đuôi. Kiều y hướng này lúc đó xoay người bước đi, kết quả chân trái đạp lên chân phải hài mang, té lăn trên đất. Cẩu lại đem của nàng hài mang cắn. Khai nàng là thật hỏa lớn, xông lên phù của nàng Chu Dư Bạch dùng sức quăng xuống tay, chịu đựng đau bản thân đứng lên. Cậu thấy nàng ngã sấp xuống giống như thật kích động, trung đùi đắc ý lại muốn đi lại. Chu Dư Bạch nhấc chân lại đem nó đẩy ra. Cậu nghĩ tới đến không dám quá, chỉ có thể tại chỗ cắn cánh quạt dường như đuôi. Đừng nóng giận. Chu Dư Bạch ôn thanh nói. Ta không tức giận. Kiều Y chỉ vào cậu nói, ngươi mau trở về đi thôi, nó mẹ còn chờ lắm. Chu Dư Bạch sửng sốt một cái chớp mắt, tự hồ hiểu được cái gì. Kiều Y thuộc loại bình thường thật biết điều, bướng bỉnh đứng lên cửu đầu ngưu đều kéo không trở lại, nàng xoay người hướng ra phía ngoài chạy. Chu Dư Bạch bước chân đại, đi lên một phát bắt được tay nàng, hướng trong lòng mình xả, dỗ nói. Cô nãi nãi. Của ngươi cậu. Là ngươi cậu. Tác giả có chuyện muốn nói. Du du, diêu bạn gái, Diêu. Du Du. Các vị tỷ tỷ nhóm, ta đều ra kính nhiều lần như vậy, các ngươi thượng nhất chương cũng chưa nhân nhận ra ta. Ngao ô, đều cùng tiểu y giống nhau bổn bổn Nga. Chương 59 Không ăn thảo Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Kiều y tầm mắt rơi xuống kia con chó tự mang cánh quạt cẩu trên người, nghiêm cẩn đánh giá một phen, gật gật đầu. Thật đáng thương chu dư bạch không minh bạch có ý tứ gì kiều y nói một cái cẩu qua lại đưa chu dư bạch cứng họng hắn hướng cẩu ngoắt ngón tay đầu khi cẩu mã thượng rung đùi đắc ý hướng hắn chạy tới đừng nhúc nhích chu dư bạch cũng không tưởng chạm vào nó nói ngồi xuống khi cẩu ngây ngốc đứng ngửa đầu không chớp mắt xem hắn chu dư bạch buông tha cho đứng đi hắn quay đầu sẽ đối kiều y mở miệng Cẩu đặt mông ngồi ở trên đất. Chu Dư Bạch không nói gì xem nó, nó đại khái cho rằng này ánh mắt là ca ngợi, hưng phấn mà cuông một tiếng. Kiều Y khóe miệng không tự chủ dương một chút. Trong giây lát này bị Chu Dư Bạch bắt giữ đến, hắn kéo thanh nói, cùng chủ nhân giống nhau, đều thật hội làm giận. Kiều Y lập tức không vừa ý. Ngươi đừng loạn giảng, ta không phải là nó chủ nhân. Chu Dư Bạch điểm điểm nàng đầu nơi này là cá vàng não đi, bản thân đã cứu cậu đều không nhớ rõ. Cứ như vậy lúc đó còn giấu ở trong bao phải muốn mang đi, cũng ta làm ngươi thật muốn muốn nó. Ta nào có tưởng. Kiều y một chút. Năm ấy ở trường học phụ cận trong ngõ nhỏ, nàng cùng cái cao trung tiểu hài tử là chuẩn bị đã cứu một cái cậu. Nhưng hắn lưỡng không bắt được trọng điểm, bị thương con chó nhỏ đi đến đỉnh thượng trốn đi, thế nào cũng không chịu xuất ra. Sau này Chu Dư Bạch tìm đến, lấy một căn xúc xích thoải mái đem cậu dẫn xuất ra. Nhưng là Kiều Y nửa tin nửa ngờ xem trên đất vung đuôi cậu nói, bộ dạng không giống, không như vậy béo. Kéo về đến, liền chỉ biết là ăn. Chu Dư Bạch nói, Kiều Y vẫn là không tin. Khi cũng không đúng, đều có hơn 2 năm, nó cũng không trường cao A. À. Khi đó cứu rõ ràng là chỉ tiểu nải cậu, cũng không phải không lớn giống. Chu Dư Bạch khóe miệng cầm điểm cười. Ta đây có thể làm sao bây giờ, ăn ta một đống này nọ, chính là không dài cái. Kiều Y luôn cảm thấy lời này là ở châm chọc nàng, tức giận đến phòng lên miệng, nhưng ánh mắt lại nhìn không được ngắm trộm kia con chó. Chu Dư Bạch là sợ chó, làm sao có thể hảo tâm đi dưỡng nó, hơn nữa hắn lúc đó minh sát tỏ vẻ không đồng ý dưỡng. Kiều Y do dự mà nói. Vì sao? Chu Dư Bạch biết rõ còn cố hỏi. Cái gì vì sao? Kiều Y hỏi không ra hắn có phải là vì nàng mới nuôi chó lời nói, hai người cảm tình theo ngay từ đầu, nàng chính là dè dặt bị động cái kia, chỉ bất cứ giá nào quá một hồi cùng với hắn, rất nhanh sẽ từ trên cao rơi xuống, rơi đầu rơi máu chảy. Nàng cắn môi cúi đầu. Xôn sao, cửa thang máy mở. Bùi vực theo bên trong xuất ra, thấy hai người bộ dáng này, cố ý phát ra một tiếng ho khang mới hướng bên này đi kiều y không tự chủ hướng bên cạnh chuyển một bước chu dư bạch lại giống không thấy được ở bùi vực đến gần đồng thời nhẹ giọng nói ta lưu không được nhân còn không thể lưu chó kiều y đều nhìn về phía hắn mà hắn dĩ nhiên thẳng đứng dậy thông dong bình tĩnh đối với bùi vực nói có việc bùi vực muốn nói lại thôi nhìn nhìn kiều y nói an hy phải đi chu dư bạch ân. Bùi vực liếm liếm môi, lại nhìn nhìn Kiều Y, nhân có chút mất hứng, hỏi ta rất nhiều, ta không giảng, nhưng ta sợ nàng trở về cùng ngài mẫu thân nói. Làm cho nàng nói. Chu Dư Bạch nhấc lên thanh, táo ý rõ ràng. Hắn thủ khoát lên trên lưng, vi cuộn tròn một điểm lưng. Lão bản, có phải là không thoải mái? Bùi vực tiến lên muốn đỡ. Chu Dư Bạch thủ mở ra. Chìa khóa xe cho ta. Bùi Vực ngẩng người, thấy hắn sắc mặt thật sự không tốt, chạy nhanh theo trong túi quần tìm được chìa khóa đưa qua đi. Ta đưa nàng trở về. Chu Dư Bạch dứt lời chưa cho bất luận kẻ nào phản ứng thời gian, lôi kéo Kiều Y đi ra ngoài. Hắn có bao nhiêu dư chỗ trong xe, mỗi lần Bùi Vực đến đây, xe liền ngừng nơi đó. Bùi Vực luôn cảm thấy nơi nào không hợp lý, đám người đi ra ngoài mới phản ứng đi lại, Chu Dư Bạch hội lái xe. Hội chỉ là không đồng ý khai bên ngoài trong xe ngồi một lát không khí mê chi xấu hổ chu dư bạch ở điều khiển vị thượng nắm chặt nửa ngày tay lái vẫn là vượt qua không xong trong lòng chướng ngại kiều y ngươi hội lái xe đi hắn hỏi kiều y là bị mạnh mẽ nhét vào trong xe lắc lắc đầu thực sẽ không chu dư bạch nhìn ra nàng đang nói dối đại nhị sau nàng nghỉ đông và nghỉ hè cũng chưa ra khả hồi trừ bỏ làm công, vì nhồi vào thời gian, Kiều Y còn báo trường học lái xe. Nàng không nghĩ ở Chu Dư Bạch trước mặt triển lãm nàng miễn miễn cưỡng cưỡng thông qua xiết xe đạp, nói. Sẽ không khai loại này xe. Chu Dư Bạch thản nhiên nói. Ngươi học được máy kéo. Kiều Y tức giận đến mặt chuyển hướng một bên, xe này rất cao cấp, ta sợ khai hỏng rồi. Chu Dư Bạch ngón tay sao sao tay lái. Tùy tiện khai, khai hỏng rồi ta bồi đây là đại thiếu gia cùng nàng trên lệch, vĩnh viễn không sợ phạm sai lầm, cũng có phạm sai lầm tư bản. Kiều Y trong lòng rầu rĩ, lôi kéo cửa xe, không kéo ra, quay đầu đối với Chu Dư Bạch nói. Ngươi có lực sao? Bốn mắt nhìn nhau, Chu Dư Bạch chọn mi không nói chuyện. Hắn rất minh bạch bản thân ưu thế, cho dù là ở bệnh trung, cũng có trương lưu nhân mặt. Hắn còn mặc đồ mặt nhà, miên chất màu trắng tê, sớt cổ áo lược đại, lộ ra một điểm xương quai xanh. Đuôi mắt bởi vì trời nóng hoặc là cảm xúc, ẩn ẩn phím hồng. Ánh mắt góc kính, nhưng cũng hàm chứa một điểm bỉ khuất. Hắn như là dưới ánh mặt trời nước biển, rất nhiều nữ hài sợ hãi của hắn sâu không thấy đáy, đồng thời lại bị kia mặt trên chiếc ra ba quan hấp dẫn. Nhưng Kiều Y đã bị kém chút chết đuối một hồi, nàng sẽ không lại nhảy vào đi. Làm cho ta đi thôi. Nàng nói chu dư bạch nhẹ nhàng thở dài trật nghiêng đầu vậy ngươi bắt nó mang đi trên ghế sau cẩu tuôn kêu một tiếng kiều y nói ta đây thế nào mang đi chu dư bạch còn dùng túi sách chứa kiều y nóng nảy ta không mang túi sách a à, hơn nữa ta đã sớm không bối thư bao đúng vậy chu dư bạch nghe vậy bỗng nhiên nở nụ cười chúng ta tiểu bằng hữu trưởng thành lời này là hướng về phía qua lại đi, Kiều Y sợ hãi nghe, dùng sức kéo vài lần cửa xe, tức giận làm cho nàng giọng thành lớn. Ngươi có phải là đã cho ta cũng là cậu? Chu Dư Bạch Có hứng thú đậu đậu, không có hứng thú đá văng ra, mà ta không phải là cậu, ta là nhân. Kiều Y chỉ vào bản thân, ngươi thấy rõ ràng, ta không phải là của ngươi cậu. Trong xe mở gió lạnh, thổi cũng không thấy lượng. Kiều Y Chu Dư Bạch hoảng thanh, nghiêm cẩn nói, ta không cảm thấy ngươi là cậu. Kiều Y chưa từng như vậy không khống chế được quá, nàng gục đầu xuống. Sau đó nghe thấy Chu Dư Bạch nói, ta chỉ là làm ngươi ngốc. Chương 60 Không ăn thảo Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Hắn vậy mà minh một trương đảm châm chọc nàng. Kiều Y trái tim kinh hoàng, bất khả tư nghị đến môi thẳng đẩu so sánh với nàng chu dư bạch thanh thản rất nhiều hắn nói không ngốc sao ngươi người khác cho ngươi cái gì đều uống người khác tùy tiện nói cái gì ngươi đều đi theo đến đó là bởi vì bởi vì ngươi ngốc chu dư bạch lại ngăn chận lời của nàng hiện ở trên ngựa tốt nghiệp lại muốn vì người khác buông tha cho hảo hảo công tác vì người khác giấc mộng đều không cần ta không phải hẳn là làm ngươi ngốc sao kiều y nắm chặt nắm tay móng tay thật sâu hãm ở trong lòng bàn tay. Nàng biết Chu Dư Bạch là đang cố ý khiêu khích nàng, làm cho nàng đi nhận kia phân công tác. Nàng không nghĩ trúng chiêu. Khả lời nói này lại nghe quen thuộc như vậy. Nàng từng nói với Hạ Nam quá cùng loại lời nói, khuyên hắn không cần vì bản thân lưu lại, buông tha cho tốt như vậy công tác. Nguyên lai like mọi người là xem người khác thông thấu, đổi làm tự mình vẫn là giống nhau chấp mê. Chu Dư Bạch xem thất thần nàng thả chậm ngữ điệu. Ta nhớ được lần đầu tiên gặp được ngươi, ngươi chính là theo lão ngôn kia xuất ra. Ký ức theo lời này đình trệ đến mổ cái mùa hạ oi bức ban đêm, kiều y tiếp lão ngôn một cái sống, ra đã tới chậm gặp hỏng rồi. Nàng xem thấy chu dư bạch xe, dưới tình thế cấp bách tiến lên cầu cứu. Hiện tại ngẫm lại, nàng quả thật luôn luôn đều là ngốc. Thoát khỏi người xấu, lại thượng hắn này thuyền giặc. Vậy ngươi hẳn là hiểu biết lão ngôn, hắn nếu tưởng chiêu ngươi nhập chức, thì phải là thật tình cảm thấy ngươi năng lực thích hợp. Chu Dư Bạch tự dễu thở dài, bằng không cũng sẽ không thể đem của ta thấp thấu cho ngươi. Kiều Y Long Mi run rẩy. Ngươi chính quy chuyên nghiệp không phải là phối âm, không có bằng cấp nhập biết không dịch, trước kia cảm thấy sư mẫu có thể mang ngươi, nhưng nàng hiện tại bệnh, bản thân công tác đều đẩy, càng không để ý tới ngươi. Đi lão ngôn kia, ký phòng làm việc, tối thiểu có người mang ngươi tiếng này vòng. Chu Dư Bạch ngữ khí hướng dẫn từng bước, ngươi thực lực thế nào, xứng hay không xứng thượng phần này công tác bản thân trong lòng có cân nhắc, không đi thử xem ngươi cam tâm. Kiều Y trái tim trở về bình thường nhảy lên tần suất, như là máy bay rơi xuống đất, nổ vang qua đi có mơ hồ ổn thỏa cảm. Hắn không cùng nàng đàm cảm tình, mà là đàm công tác, đàm của nàng giấc mộng. Khả nàng lại giật mình nghĩ đến, Chu Dư Bạch từ trước đến nay đều là như thế này, bàn tay qua đi lại uy nàng một viên mức táo, nàng liền ngoan ngoãn hướng của hắn cạm bẫy lý khiêu. Thậm chí cảm thấy nhảy đến không đủ thâm, còn giúp hắn đem hố lại lấy nhất lấy. Kiều y ánh mắt chần chờ. Ngươi không nhường ta xuống xe, vì nói này. Chu Dư Bạch có chút bất đắc dĩ. Còn bởi vì bên ngoài Thái Dương Đại, trên người ngươi bệnh sởi không thể nóng, không thể phơi. Kiều Y đừng mở mắt, hiển nhiên là không cảm kích nàng này vừa quay đầu không quan trọng thấy xa xa dưới tàn cây nghe an hy người này cũng không biết đứng bao lâu bên cạnh bùi vực nói với nàng cái gì nhưng là nghe an hy tầm mắt luôn luôn là dừng ở bọn họ nơi này bùi vực biểu cảm sốt ruột lắc lắc đầu lại đi bọn họ xe nơi này chạy không phải là chuyện trọng yếu hắn sẽ không như vậy chu dư bạch không có gì cảm xúc đánh xuống cửa sổ xe như thế nào vừa rồi ngài mẫu thân đánh đi lại điện thoại, ngài di động ở trên lầu, là An Hy tiếp. Bùi vực trên trán đại giọt khô mồ hôi, cũng không quan tâm sát, nói, phu nhân liền tại đây phụ cận, nàng nói hiện tại muốn đi lại. Nhìn nhìn thời gian, bùi vực còn nói. Hẳn là nhanh đến. Hảo, ta đã biết. Chu Dư Bạch nói, ta lại nói với nàng câu. Bùi vực hướng nghe An Hy kia nâng nâng cầm, ý bảo nàng đang nhìn. Kiều Y bả đầu chuyển hướng một bên, không thấy, chỉ nghe thấy Chu Dư Bạch khí thanh cười cười. Ta hiện tại ngay cả nói đều không thể nói. Chu Dư Bạch ngữ khí ngã ngớn. Không phải là. Bùi vực không nói cái gì nữa, thức thời đi tới một bên. Cửa sổ xe lại dâng lên đến, cùng phía trước bất đồng, bên ngoài còn có hai người, này hành động có vẻ thật ái muội. Kiều Y nói. Nói đều nghe xong, ta cuối cùng có thể đi rồi đi ngươi nghe lọt được. Chu Dư Bạch hỏi lại. Bộ này trưởng bối giáo huấn nhân thái độ nhường kiều y thật không thoải mái, nàng có tình tự, cũng là nghi hoặc, trực tiếp hỏi. Ngươi cùng lão ngôn có hợp tác sao? Hoặc là ở hắn kia có đầu tư sao? Chu Dư Bạch nói. Không có. Kiều y bẹt bẹt miệng. Chu Dư Bạch. Không tin. Không tin. Kiều y nói. Đi, giận ta đi. Chu Dư Bạch vuốt đem tóc, không cáo kỉnh nói, ngươi nếu muốn hôm nay tức chết ta, cũng không thất một cái tuyệt hảo cơ hội, ta quả thật thân thể không quá thoải mái. Bùi vực nói hắn ngày hôm qua không chỉ có bao tử đau, còn mẫn cảm. Kiều y mắt không tự chủ hướng trên người hắn ngắm, phòng bị đã ở giờ khắc này lơi lỏng. Chu Dư Bạch nghiêng đi thân, một tay chống tại nàng kia sườn trên cửa sổ xe, một tay ấn của nàng lưng ghế dựa. Hai người mặt đối mặt, còn vẫn duy trì một đoạn khoảng cách. Nhưng từ bên ngoài xem, giống như là ở hôn môi. Kiều y nhất thời sau này lui, nhưng nàng lui không thể lui, chỉ có thể dán lưng ghế dựa, âm đều chiến. Ngươi muốn làm gì? Chu dư bạch ở bệnh trung, trên người hương vị như cũ là sạch sẽ, hắn tầm mắt chậm rãi theo ánh mắt nàng rơi xuống môi, mang theo câu dẫn ý tứ hàm xúc, nói lười biến. Ta nói nghe An Hy không phải là ta bạn gái, ngươi chỉ sợ cũng là không tin. Khóe miệng hắn cầm mặt cười xấu xa. Ta đây liền làm cho ngươi xem. Nàng muốn thật sự là ta bạn gái, hiện tại hẳn là xông lại cho ta hai bàn tay, mà không phải là đứng ở nơi đó xem. Chu Dư Bạch nói xong, đầu hơi hơi sai lệch một điểm. Hắn vậy mà còn làm ra hôn sâu giả động tác. Người này. Kiều Y mạnh đẩy hắn. Chu Dư Bạch lưng đụng vào trên tay lái, nhíu hạ mi, nhưng không tức giận, quay người lại chỉ phúc xoa môi mỏng. hắn vì sao muốn nhu môi? thật giống như hôn nhiều lắm kịch liệt giống nhau. Kiều Y theo không biết có người có thể vô sĩ đến như thế bộ, nhưng dưới loại tình huống này nàng nếu phát tác, người khác còn tưởng rằng thực có cái gì. có lẽ bên ngoài thấy không rõ lắm đi, Kiều Y may mắn nghĩ. nhưng nghe An Hi quả thật không có xông lại, chỉ là xoay người rời đi. Chu Dư Bạch mở cửa xe nhưng bùi trợ đưa ngươi trở về. Kiều Y không chịu, đỏ mặt đi theo đi xuống, tưởng cùng hắn sau đo chuyện vừa rồi, liền cảm thấy bùi vực giống như hoàn toàn không thấy được, chính mình nói xuất ra ngược lại là xấu hổ, phụng phiệu nói: "Ta bản thân đi." Trên ghế sau luôn luôn yên tĩnh Du Du cũng nhảy đến phía trước chạy xuống dưới, miệng còn ngậm một cái bánh bao thịt. Cách không được yên tĩnh lâu như vậy, nguyên lai like Kiều Y buổi sáng mua cấp bạn cùng phòng bánh bao Đến thời điểm dừng ở trong xe, bị tiểu gia hỏa này phát hiện. Kiều Y có chút tưởng sờ nó, lại có chút ngượng ngùng. Chu Dư Bạch giống vừa rồi kia bộ tao thao tác không có phát sinh, bình tĩnh hỏi: "Ngươi còn tưởng muốn ta sao?" Kiều Y cúi đầu xem bản thân lại bị cắn đi hài mang. Hôm nay, nàng không lại là 19 tuổi, vô pháp cấp nó tốt cuộc sống, nàng không dám đem một cái sinh mệnh lưu ở bản thân bên người. Chu Dư Bạch thủ khoát lên nóc xe, thanh âm rất nhẹ, bên trong lẫn vào nhợt nhạt ý cười thổi tán ở tại nóng trong gió. Ta nói không phải là tẩu, Kiều Y, Bùi Vực thật tình muốn đưa, Kiều Y không nghĩ trì hoãn thời gian, cuối cùng vẫn là làm cho hắn đuổi về trường học. Trên đường nàng nói không nhiều lắm, đều là Bùi Vực câu được câu không tìm đề tài, nói được chẳng qua là râu ri chuyện, về Chu Dư Bạch, về trong xe, Bùi Vực đều tri kỹ không đi đề. Bùi Vực là người thông minh, cho dù cũng không rõ ràng giữa hai người việc nhỏ không đáng kể, cũng dĩ nhiên biết hai người bọn họ quan hệ cũng không bình thường. Xe chạy đến ký túc xá dưới lầu, Bùi Vực nói: "Cảm ơn." Kiều Y nói: "Không có việc gì." Bùi Vực vẫn là thật có lỗi. Không nghĩ tới sẽ như vậy, hôm nay là ta đường đột, còn kéo Kiều tiểu thư ép buộc một chuyến, vốn ngươi cũng là mới ra viện, lại là tới gần tốt nghiệp khẳng định bề bộn nhiều việc. Cũng không phải bề bộn nhiều việc, chỉ là ta. Kiều y tìm không thấy thích hợp ngôn ngữ. Ta minh bạch. Bùi vực ánh mắt chân thành. Của hắn thiện giải nhân ý nhường kiều y thả lỏng chút, cởi ra dây an toàn nói. Không cần bảo ta kiều tiểu thư. Bùi vực cười, trước mặt nữ hài cùng nghe an hy hoàn toàn bất đồng, làm cho hắn cảm thấy thật thoải mái. Cũng không phải nói nghe an hy không tốt, chính là quanh thân khí tràn không giống với hắn nói tiểu y ta đây hãy đi về trước buổi sáng công tác chậm trễ trở về lại có chiếu cố kiều y túng hạ dây an toàn công tác luôn là như vậy vội bùi vực tùy ý nói vừa trở về tập đoàn muốn xử lý chuyện nhiều lắm hắn là chu dư bạch bên người trợ lý cũng đã vội thành như vậy kiều y theo lên tiếng vậy ngươi thân thể có thể chịu nổi phía trước cũng khỏe bùi vực nghĩ đến chu dư bạch này hai ngày bộ dáng than thở nói gần nhất phải đi mua ăn lót dạ dược ăn ăn kiều y không nói tiếp xuống xe lại nói với bùi vực uống thuốc nhất định phải hỏi bác sĩ đừng ăn bậy rất nhiều tương khắc bùi vực nói hảo xem xe chạy cách kiều y mới lấy ra di động nghĩ nghĩ đem bùi vực di động hào cũng bỏ vào. Sổ đen. Trong nhà trọ, Chu Dư Bạch tiếp chén nước. Ngươi mau ngồi xuống. Trần Mạc Như lôi kéo hắn, ấn ngồi trên sofa, đau lòng nói, cho ta xem, kia không thoải mái. Chu Dư Bạch vừa rồi dẫn theo kính cũng không rõ ràng, hiện tại sắc mặt càng thêm tái nhợt, uống một ngụm nước, thoát lực nằm ngửa, thủ cái ở trên mặt. Ta không sao. Cãi lại cứng rắn an hy đều nói với ta ngươi kia cái gì lái xe sẽ không theo vật nghiệp khơi thông còn không biết gọi điện thoại cho ta một điểm cũng không cơ trí trần mạc như nhìn vẻ mặt của hắn là thử ta nhường lý hoành vội tới ngươi lái xe chu dư bạch ý có điều chỉ nói người của ngươi kia đều hảo chính là quá yêu đâm thọc không chỉ chỉ lý hoành còn có hôm nay nghe an hy trần mạc như tự nhiên nghe được xuất ra nói là ta nhường An Hi đi lại tặng đồ, ta gọi điện thoại hỏi một chút nàng đưa xong rồi không, nghe nàng thanh âm không đúng, ta mới hỏi có phải là có chuyện gì. Nàng đã nói ngươi không thoải mái, khác cũng không nói với ta cái gì. Chu Dư Bạch cũng không biết vì sao, Trần Mạc như chính là thật thích nghe An Hi, nàng rất ít sẽ như vậy hướng về một người. Mẹ. Chu Dư Bạch chống thân mình ngồi dậy, một chữ một chút nói, ta không thích nàng, ngài đừng đem đôi ta hướng một khối thấu. Trần Mạc Như. Ta không có A. À. Chu Dư Bạch đều lười cùng nàng giảng đạo lý. Có hay không ngài trong lòng rõ ràng. Rộng rãi phòng khách, Trần Mạc Như bực bội đứng lên vòng vo chuyển, cuối cùng vẫn là thừa nhận. Ta đem ngươi lưỡng hướng một khối thấu, đó là vì tốt cho ngươi, ngươi hiện tại không thích nàng, nhưng về sau sẽ thích. Chu Dư Bạch khuỷu tay áp ở trên đầu gối, chống cái trán. Trần Mạc Như đi lên kéo ra tay hắn ngươi đừng không muốn nghe, An Hy nàng gia thế với ngươi xứng đôi, thế hệ trước tự nói môn đương hộ đối không phải là bạch giảng, các ngươi có tương tự cuộc sống bối cảnh, mới có đề tài. Cho dù là không cảm tình, ở chung lâu sẽ có. Tối thiểu An Hy sẽ không là vì ham tiền của ngươi cùng với ngươi, hai ngươi ở cùng nhau là dệt hoa trên gấm. Thực có một ngày muốn giải tán, nàng hội cân nhắc nhà mình gia nghiệp với ngươi hảo hợp hảo tán. Không giống có chút không có tiền nữ hài, hai bàn tay trắng, cái gì đều có thể bất cứ giá nào, đến lúc đó có thể bóc ngươi một tầng da. Cuối cùng một câu này, cắn tự đặc biệt trọng. Chu Dư Bạch ngửa đầu đem trên bàn thủy toàn quán đi xuống, chén để đụng ở trên bàn trà, giòn vang. Hắn nói, ta muốn thực thích ai, nàng bái ta tầng da, ta cũng vui ý. Ngươi vui. Trần mạc như hoàng cánh tay, cấp bản thân tìm chỗ dựa vững chắc, môn không đăng hộ không đối người da da cũng sẽ không vui chu dư bạch bỗng nhiên cảm thấy sao tối hôm qua còn mỏi mệt hắn đứng lên hướng phòng ngủ đi tưởng kết thúc đoạn này không hề ý nghĩa đối thoại trần mạc như túng hắn quần áo sau này xả đem cổ áo đều kéo thấp lộ ra bên trong vòng cổ hoa tai một quả tố hoàng nhẫn chu dư bạch cúi đầu nhìn đến mỏi mệt cùng táo ý nhường máu hướng đỉnh đầu hướng hắn quay lại đối với trần mạc như phiền chán dương thanh môn đương hộ đối có cái gì hảo tựa như ngài theo ta ba giống nhau. Trần Mạc Như ngẩn ra, lẩm bẩm nói. Ta cùng ba ngươi như thế nào? Chu Dư Bạch. Ngài là thương hắn mới gả cho hắn sao? Trần Mạc Như ánh mắt có lóe ra, nhưng cuối cùng là kiên định. Ta kết hôn sau rất yêu hắn. Chu Dư Bạch trong lòng phát khổ. Kia hắn đâu? Hắn. Trần Mạc Như mê mang. Chu Sâm là người tốt, đãi ngài tốt lắm, cẩm y ngọc thực cũng nguyện ý ở trên thương trường giúp đỡ trần gia nhưng mẹ chu sâm yêu ngày sau này một mình trong phòng ban đêm cùng này ngoại nhân xem ra cử án tề mi so sánh với rất tàn nhẫn chu dư bạch khi đó tiểu nhưng là mơ hồ có thể tòng phụ mẫu lời nói cử chỉ trông được ra một ít dù sao hắn là hai người thân mật nhất đứa nhỏ bọn họ đem yêu đều còn vô giữ lại cho hắn thậm chí trần mạc như cũng không hề giữ lại yêu chu sâm có thể trở thành trượng phu, Chu Sâm cũng không hợp cách. Hắn có thể cho thê tử muốn vật chất, nhưng không cách nào đáp lại của nàng yêu. Chu Dư Bạch tưởng, có lẽ lạnh lùng đối đãi thời điểm, hắn cũng là thống khổ đi. Cái gì Chu Sâm, đó là ba ngươi, làm sao có thể thẳng hô kỳ danh. Trần Mạc Như hàm chứa lệ, ba ngươi đối với ngươi thật tốt a. À. Trần Mạc Như cũng không công tác, bảo dưỡng rất khá, trừ bỏ bảo dưỡng bản thân cùng của nàng này hoa lại, nàng cũng không chuyện khác có thể làm. Nhưng này hai năm, Chu Dư Bạch đi Australia, nàng trên đầu vẫn là sinh ra một ít tóc bạc. Tuy rằng định kỳ đi thẩm mỹ viện nhuộm màu, nhưng không để ý vẫn là hội giống hiện tại, lộ ra mấy căn, nói cho người khác, của nàng thanh xuân đã trôi qua. Chu Dư Bạch không đành lòng, đỡ nàng ngồi xuống. Trần mạc như hỗn loạn đầu óc giống có cánh tay, ở rắc rối phức tạp trí nhớ tìm kiếm, cuối cùng bắt được kia căn đạo thảo. Nàng cầm lấy Chu Dư Bạch cánh tay, nước mắt lướt qua nàng, khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt, nàng nói: Ba người rất yêu ta, ngươi là biết đến a, à, ngươi đã quên hắn xảy ra chuyện ngày đó sao? Đương nhiên nhớ được. Nếu nhân có linh hồn, Chu Dư Bạch cảm thấy giờ khắc này của hắn bị xé rách. Tác giả có chuyện muốn nói. Cảm tạ ở 2020/05/17 37 17/2020/05/18 23: 33.1 không thời kỳ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tứ dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Dưa hấu giữ bốn cái, phi thường cảm tạ đại gia đối của ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực.